kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tiếp phần 4 cuốn hồi ký của một người lính trinh sát sư 307. Qua giọng đọc của anh Khôi, chương 49, trận địa cầu cháy. Không rõ từ phung trung đại quân xuất phát lúc mấy giờ, khoảng 8 giờ sáng, đội hình phục đã nghe tiếng động cơ ầm y từ xa vọng lại, cả đội hình hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Địch đang cơ động quân từ phung ta xét ra cầu, khoảng vài chục tên mang súng chạy theo đường 69, bỗng thình lình tiếng súng nổ từ phía bên kia suối vọng về, với mức độ vừa phải không căng thẳng lắm. Bên này cầu, chúng dùng cối 82 và DKZ bắn về phía bên kia cầu, có khẩu cối 82 đặt gần đại đội 10 khoảng 100 mét và bắn liên tục. Từ xa do buổi sáng chúng tôi thấy khói của địch bắn, địch dùng một lực lượng nhỏ trận ta ngay đầu cầu, để hỏa lực bên này tấn công vào quân ta. Lúc này nghe tiếng đạn pháo và súng máy trên tăng bắt đầu bắn, đạn pháo của tăng có quả nổ cách đại đội 10 rất gần, nhiều nhất là cối 82 và DKZ của các đơn vị trợ chiến các tiểu đoàn bắn, không nghe 12 ly 7. Phía trong đội hình đại đội 9 và đại đội 11 chừng hơn 1 km, địch dùng cối lớn bắn liên tục, đạn bay qua đầu đội hình ta nghe sột soạt, càng lúc hai bên bắn càng rát. Được nhận lệnh chuẩn bị pháo 105 bắn, đội hình ta chuẩn bị, đạn pháo của ta sẽ bắn ở cự ly 300 m trở về đầu cầu. Cách quân tiểu đoàn 3 gần nhất là 300-400 m. Pháo liên tục bắn trong vòng 10 phút với cường độ tương đối ác liệt dứt pháo của ta, địch vẫn còn tấn công ta nhưng có phần giảm hơn lúc trước. Đạn tăng của ta vẫn còn bắn khốc liệt về bờ bên này chứng tỏ chúng ta chưa vượt ngầm. Loạt pháo thứ hai vang lên có phần căng hơn và các loại hỏa lực của ta bắn càng mạnh hơn. Tình hình phía trước địch đánh quá căng, bộ binh ta chưa tràn qua ngầm dứt điểm được. Dù pháo đã bắn liên tục, anh em tiểu đoàn hai qua ngầm bị chúng bắn rát quá phải quay lại. Nên lệnh của trung đoàn 95 là đại đội 10 và đại đội 9 đánh vận động từ trong ra chỉ để lại đại đội 11 án ngữ con đường 69 rẽ vào phun. Hai đơn vị của tiểu đoàn 3 bám theo trục đường, tiếp cận với lực lượng địch phía trước, hỏa lực chúng ta chi viện lúc này mạnh hơn để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. Đại đội 10 khi tiếp cận đầu tiên, gặp khẩu cối 82 của địch, đã tiêu diệt 4 tên tại chỗ. Đại đội 9 khi tiếp cận mặt đường gặp và diệt ngay hai tên địch đang cơ động về phía trước đội hình. Bị chọc từ phía sau địch tập trung hỏa lực phản công ta, do không trang bị hỏa lực mạnh theo cùng nên hai đại đội của tiểu đoàn 3 bị chặn lại, chúng phát hiện đội hình ta phía sau, địch bắn cuối liên tục về phía ta, mặt trận phía bên tiểu đoàn 3 gặp khó khăn. Tham mưu trưởng 95 gọi trực tiếp trên máy, cho chi viện pháo 105 bắn dọc theo lộ để tiêu diệt địch, vì chúng bám theo đường đánh ta. Loạt pháo này chừng 20 quả, có tác dụng rõ rệt, anh em tiểu đoàn 2 có điều kiện vượt ngầm, nhưng cũng chưa tiến lên chiếm sâu vào mặt đường. Hỏa lực đánh tập trung vào đội hình địch và cả hai hướng của địch đều bị tấn công. Biết hỏa lực tiểu đoàn 3 yếu chúng mở đường thoát về hướng đại đội 10. Trên máy bộ đàm, tham mưu trưởng 95 lệnh cho các loại hỏa lực tấn công dọc theo đường, sâu phía trong, cản đường chạy của địch. Hướng đại đội 10 mặt đường có độ dốc rất lớn về hướng suối và địch bị dồn về khe suối, không đánh nổi đại đội 10 để làm chủ mặt đường. Địch đành phải rút chạy theo triền suối về hướng bãi lầy phía sau, lúc này đại đội 11 được lệnh vận động chạy đón đánh địch và các loại cối của ta bắn đuổi theo chúng đội hình tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 tiến ra mặt đường truy kích những tên còn lại. Bộ phận tiểu đoàn 1 còn ở phía bên kia bờ bảo vệ đội hình chính của trung đoàn. Đây là trận chiến mà địch có sự chuẩn bị về công sự khá vững chắc, chúng đào hầm hào bên vệ đường. Các khẩu hỏa lực của địch đều được đặt dưới các công sự nên pháo của ta phần nào sát thương không lớn. Địch bị tổn thất do pháo tăng vào cuối 120, do chúng nằm trên triền dốc của mặt đường nên hiệu quả của DKZ và 12 ly 7 không phát huy được. Chiếm được chiếc cầu này cánh cửa đánh chiếm chùa Previhia đã mở toang. Phía bên kia cầu ta chuẩn bị trận địa cho lực lượng pháo 105, công bình đánh mìn cho sập cầu để tạo thế đặt các thiết bị cho đội hình tăng vượt ngầm. Chuẩn bị tiến đánh huyện Choam san cách trận địa không xa, bộ phận tiểu đoàn 1 ở lại củng cố thế phòng thủ, còn tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 tiếp tục lên đường tiến về Choam san. Ta tiêu diệt trên 60 tên, hầu hết chết trong công sự và thu rất nhiều hỏa lực mạnh của địch. Mỗi đại đội của tiểu đoàn 3 đều thu được cối 82, Tiểu đoàn 2, hy sinh 6, bị thương gần 10 người. Tiểu đoàn 3, hy sinh 2, bị thương 6. Đội hình tiếp tục hành quân khi trời đã gần trưa. Cũng chính tại khu vực này, từ năm 1982 cho đến khi ta rút về nước là sư bộ sư 307, chỗ đội hình tăng rừng lại bắn là tiểu đoàn 16 huấn luyện, nơi chúng tôi vượt suối là bệnh xá. Chương 50, trận đánh phum Rolum Thu Qua báo cáo của đại đội 11 tiểu đoàn 3 trên đường truy kích địch, còn một lực lượng của chúng chạy về hướng Tây, qua nghiên cứu trên bản đồ, thì có lẽ chúng về phung Volum Thu Ma. Từ vị trí đang hành quân về phung này không xa lắm, Thủ trưởng Khao quyết định điều tiểu đoàn 3 tấn công phung này, còn lực lượng tiểu đoàn 2 sẽ tiến vào Trong Khơ San. Sau khi bàn bạc và thống nhất phương án tác chiến, thông báo cho pháo binh chuẩn bị, điều thêm hỏa lực tăng cường, đội hình xuyên rừng về phung Thu Ma. Khu vực này chúng nên bãi lầy khá nhiều, rừng dày đặc, độ bao phủ lớn, nhưng giữa mùa khô, Thành quân như thế này là lý tưởng. Bộ đội không bị mất sức, cực nhất cho các phân đội hỏa lực mang vác cồng kềnh vượt qua bãi lầy đều nhờ anh em bộ binh giúp đỡ. Xuyên qua một con đường lớn, thì chúng tôi đã phát hiện từng nhóm địch xuất hiện theo đường, hình như chúng cũng đang di chuyển về phung này. căn cứ trên bản đồ và thực địa, Tham mưu trưởng 95 đưa ra cách đánh như sau: Phung này có hai mặt giáp bãi lầy và hai mặt giáp đường, sẽ cắt hai hướng bắc nam không cho địch chạy thoát và dồn chúng ra bãi lầy hướng tây để hỏa lực tập kích tiêu diệt tôi theo cánh của đại đội 10 cùng với tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, cắt rừng men theo bãi lầy về hướng nam của Phum, do địa hình quá xấu, nên khó khăn cho anh em hỏa lực 12 ly 7 rất nhiều. Sau khi vào vị trí tập kết, tôi cùng tổ trinh sát 95 cùng đại đội trưởng đại đội 13 men theo địa hình để quan sát. Từ xa thấy Phum này là Phum lớn, nhà cửa còn đàng hoàng, có cả tiếng gà gáy. Địch đi lại lố nhố trong Phum, thấy cả vốt nữ đang phơi quần áo, trên hàng rào của một căn nhà ngói xưa, đại đội 9 đánh thẳng theo trục đường vào phun từ hướng Bắc. Đại đội 10 đánh từ hướng Nam lên, không cho chúng chạy, không dùng phương án đón lỏng, dồn địch sang hướng đại đội 11 và bãi lầy hướng Tây. Theo các hướng tổng hợp báo cáo thì lực lượng địch cũng khoảng 50-60 tên. Lệnh nổ súng, cuối 120 từ hướng cầu cháy bắn lên, rơi vào giữa phun và tản dần về hướng Tây. Sau khi cuối 120 chi viện xong, hai khẩu cuối 82 của tiểu đoàn 3 bắn phía trước đội hình và tiến dần vào giữa phun khẩu DKZ theo hướng đại đội 9 bắn thẳng vào phun. Địch phản lại chỉ có khẩu DKZ về hướng đại đội 9, còn toàn bộ là AK và B40B41, nhưng do hỏa lực của ta áp đảo. Nên chúng bắn chỉ chừng hơn 10 quả DKZ thì địch im không thấy bắn nữa, do bị chúng cối 82 của hướng đại đội 9, đội hình địch có sự hoảng loạn. Địch chạy tứ tung về các hướng, nhưng nhiều nhất là hướng đại đội 10, một nhóm tốt nữ 4 tên chạy đầu tiên ra hướng đại đội 10. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 định bắt sống mấy tốt nữ này nên ra lệnh không cho bắn, đến khi thấy chúng ra nhiều buộc phải nổ súng. Khẩu 12 ly 7 cùng 3 khẩu giờ PD của đại đội 10 phát hỏa đầu tiên, quan sát thấy nhóm nữ bị chúng loạt đạn 12 ly 7 đầu tiên, và sau đó là hai tên phía sau, còn lại chúng tản xuống bãi lầy và bắn lại ta AK và B40. Đại đội 10 đã nổ súng, nên hướng đại đội 9 cũng tấn công theo đường vào phum và tiếp theo đại đội 11 cũng nổ súng. Thực ra theo phương án thì đại đội 11 chưa nổ vội, nhưng vì lính ta nôn nóng nên cũng nổ luôn, đại đội 11 bị kiểm điểm trận này. Toàn bộ lực lượng địch dồn về giữa phun và chống trả, nhưng vì hỏa lực yếu, bị ta đẩy ra mép bãi lầy, cối 82 của tiểu đoàn 3 bắn chặn giữa hồ vào trong, làm cho địch nhốn nháo hơn. Phía đại đội 10 có 5 tốt nữ chạy dọc theo bãi lầy, nước đến nửa cẳng chân, cả ba anh lính bắn mãi không tiêu diệt được chúng, do nhìn thấy cảnh nữ mặc xà rông chạy trên mặt nước. Anh nào cũng tức cười, thì làm sao bắn chúng, ba anh này cũng bị kiểm điểm sau trận đánh, khẩu 12 ly 7 quay nòng và tiêu diệt luôn. Lúc này, toàn bộ xung lực hỏa lực của tiểu đoàn 3 dồn hết về hướng bờ hồ phía tây, từ phía bờ của đại đội 10, tôi thấy từng tên lính tốt bị ta tiêu diệt ngay sát mép nước. Lính tiểu đoàn 3 luôn miệng kêu, chú tranh nưng ban rót dốc lò o, nhưng chẳng thấy thằng nào dơ súng đầu hàng để được đối xử tử tế cả. Đây là trận đánh đi vào lịch sử của đại đội bộ binh 3 trung đoàn 95, hiệu suất chiến đấu rất cao. Tiêu diệt nhiều địch và ta thương vong không đáng kể, đại đội 9 bị thương 4, đại đội 11 bị thương 2, đại đội 10 an toàn. Có lẽ phun này là phun có cửa hàng thương nghiệp như bên ta, vì hàng hóa, vải vóc rất nhiều, máy may, dầu hỏa, xăng đều có. Nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, trong phun chỉ có hơn 10 tên địch bị tiêu diệt. Số còn lại chết ngoài bãi lầy và trên hướng đại đội 10, khoảng hơn 20 tên, ta thu khẩu DKZ và toàn bộ hỏa lực cá nhân của địch. Ta thu quân và hành quân về Chom San khi đã về chiều, Tròm San sau này là căn cứ của Trung đoàn Pháo binh 576 sư 307 cho đến ngày ta rút về nước. Trường 51, những nhận định sau trận đánh. Trong trận Volumthuma, sau khi chiếm cầu cháy xong, Trung đoàn 95 dừng lại, không tiến về Tròm San và trận đánh này xảy ra vào lúc 3-4 giờ chiều, thì mức tiêu diệt địch sẽ lớn hơn, vì trên đường về lại Tròm San, chúng tôi còn chặn đánh một nhóm địch từ phía trong thị trấn bị anh em tiểu đoàn 3 đánh giạt ra. Tròm San và Volumthuma là nơi thu quân, của các nhóm tàn quân từ các đơn vị trong quân khu Đông Bắc của địch chạy về đây vì sau khi cùng anh em 198 đặt công chiếm chùa Previhe xong, chúng tôi còn quay lại và cùng với anh em trung đoàn 29 đánh địch tại Phung Cha và Phung Cam Tuốt là những phung địch dồn về từ Choang San. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép vì đến thời điểm này, cánh quân của quân khu 5 gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Toàn quân khu lúc ấy chỉ có 3 sư đoàn, sư 2, sư 307, sư 309, trong đó sư đoàn thiện chiến nhất của quân khu là sư 2, lại phải chi viện cho cánh quân Nam Tây Ninh, quân đoàn 4, còn sư 307 và sư 309 là những đơn vị mới thành lập trong mùa mưa 1978. Sư đoàn 307 nòng cốt là trung đoàn 95, với bề dày truyền thống của trung đoàn trong kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận trung đội 3, là e chủ lực, còn trung đoàn 29 và trung đoàn 94 là những đơn vị xây dựng kinh tế. Sư đoàn 309 nòng cốt là trung đoàn 31, rút từ sư 2 về, là trung đoàn chủ lực, các đơn vị còn lại cũng là những đơn vị xây dựng kinh tế. Cho đến giờ phút này, dù là người lính tham gia từ đầu của cánh quân Đông Bắc và trong cánh quân chủ lực của quân khu trên chiến trường, nhưng tôi cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của anh em trung đoàn 31, nhất là khi còn ở khu vực XA, XB. Một trung đoàn phải nói tập trung binh hùng, tướng mạnh của mặt trận lúc ấy, bách chiến bách thắng, vượt qua muôn vàn gian khổ trên chiến trường. Tính gàn lì trong chiến đấu của họ là số một, như vậy từ bờ Tây sông Mê Công chỉ còn duy nhất trung đoàn 95, cô đơn độc mã trong nhiệm vụ chọc thùng phòng tuyến của địch. Và theo sau là trung đoàn 29 bảo vệ hành lang vừa chiếm được, giữ thông tuyến đường giữa phía trước và phía sau. Trung đoàn 94 còn phải phối thuộc với sư 309 bình định bờ Đông Mê Công, tạo tiền đề cho sư 309 lật cánh sang chiến trường Bạch Tâm Bang khi quân đoàn 3 rút khỏi chiến trường ca tháng 3 trên 79. Nhiệm vụ rất gấp và nặng nề, nên trung đoàn 95 vẫn phải tiến về phía trước bỏ lại phía sau những phun chưa sạch bóng địch, khẩn trương đánh chiếm chùa Previhia. Mục tiêu cuối cùng của mặt trận quân khu 5. Chương 52: Tiến về chùa Previhia. Sau khi đánh tan nhóm địch ở Volum Thuma, chúng tôi trở về trong Khơ San. Qua khỏi phun chừng hơn một km, chúng tôi nghe tiếng súng nổ rộ lên từ phía trước, tham mưu trưởng 95 điện về hỏi và được trả lời là tiểu đoàn 2 đang truy kích. Địch biết là ta đánh Thuma nên không về phun mà chạy tán loạn vào trong rừng, chúng tập trung về phun trà, tiểu đoàn 3 chỉ truy kích địch được một đoạn và quay về. Trong thị trấn Trom Khơ San, đội địch vẫn đang làm công tác tuyên truyền. Đây là một thị trấn tương đối chủ phú, nhà cửa kiểu xưa, có vườn cây ăn trái và dân đông đúc. Khoảng mấy trăm dân đang tập trung để nghe cán bộ của bạn nói chuyện về cương lĩnh của mặt trận cách mạng Campuchia. Chúng tôi vừa đến phun, thì đội hình cơ giới và tăng cũng vừa đến. Anh em tiểu đoàn một đang tranh thủ hạ ba lô để nghỉ ngoài đầu phun. Tranh thủ thời gian, tôi mở nốt phong lương khô ăn bữa trưa vì có nghe là đội hình trinh sát và bộ tham mưu trung đoàn 95 sẽ tiếp tục hành quân về hướng chùa Previhia ngay trong chiều nay. Khoảng gần 3 giờ chiều ngày 11 tháng 1, đội hình tiểu đoàn 3 tiếp tục lên đường. Từ thị trấn tiến về chùa, đường khá tốt, có lẽ trong thời của Pốt, con đường này thường xuyên sử dụng. Đi ngược lên hướng bắc gần biên giới, rừng có vẻ rậm hơn và ít rừng khộp, nên cũng đỡ được phần nào cái nắng mùa khô. Được sự hộ tống của xe tăng, đội hình tiến về phía trước không gặp sự kháng cự nào của địch, vượt qua phum trong đội hình tăng và bộ phận bộ binh hộ tống quay lại Chom Khơ San và chúng tôi hành quân xuyên rừng về hướng Bắc vượt qua ngã ba đường 120 và lộ 69 chừng hơn cây số chúng tôi triển khai đội hình nghỉ chờ anh em đặc công từ hướng Phnom Ta Ben lên vì nằm trong tầm pháo của địch từ biên giới chúng tôi phải đưa đội hình vào khu rừng rậm phân tán và phục đường khoảng 9 giờ tối chúng tôi nhận được lệnh đón anh em đặc công đang hành quân bám theo trục đường gặp nhau hai bên cùng hội ý thống nhất theo mệnh lệnh là đội hình hành quân ngay trong đêm để tiếp cận với ngôi chùa cổ kính này. Vì ban ngày hành quân sẽ bị lộ, vì khu vực gần biên giới rừng khộp đã dụng hết lá cũng như nhiều bãi rừng thưa, dễ bị chúng phát hiện. Trăng sáng, trời mát mẻ, rừng thưa, anh em được nghỉ ngơi chút đỉnh, nên đội hình hành quân khá nhanh, đội hình đi cách mặt đường khoảng hơn 100 mét, và sau gần 3 giờ ta đã tiếp cận với khu vực. Mà xưa kia trong thời Hoàng Kim của mình, Si Hà Núc đã cho xây một ngôi nhà để dừng chân trong các đợt đi tham quan của nhà vua, Cách chân núi chừng 3 km. Để bảo đảm bí mật chúng tôi di chuyển đội hình về khu rừng rậm bao quanh một cái bãi lầy. Toàn bộ đội hình triển khai bí mật, quan sát con đường để nắm tình hình của địch. Nơi đây vẫn còn địch, chúng vẫn còn đi lại nhưng với số lượng ít, cơ bản chúng quan sát theo trục đường để chặn đánh ta từ xa. Thấy ở gần đường có khả năng dễ lộ, tham mưu trưởng 95 di chuyển đội hình vào sâu trong rừng, vòng theo phía phải của bãi lầy và nằm chờ lệnh. Qua một đêm và một ngày theo dõi chúng tôi thấy không có động tĩnh gì của địch chúng cũng đi lại rất thận trọng và với số lượng không đáng kể. Gần tối, đội hình di chuyển về phía chân dãy Dan Greg. Xuyên qua những cánh rừng già, khoảng một giờ sau chúng tôi đã tiếp cận với chân núi. Phương án tác chiến được thông qua, đội hình bộ binh sẽ bố trí dưới chân núi. Phục kích con đường chính lên chùa, sau này ta gọi là đường vận động số 1, có nhiệm vụ tấn công quân chi viện của địch nếu tình huống xấu xảy ra. Bộ phận đặc công sẽ chia thành 3 hướng tấn công lên chùa, một theo đường chính, đường vận động số 1, một bộ phận tấn công cách đường chính về phía nam tây nam, đường vận động số 2, chừng 200 mét. Và bộ phận thứ ba ở hướng chính tây ngôi đền, đường vận động số 3 sau này là đường chi viện của đại đội 2 tiểu đoàn 1. Tôi được phân công theo đường chính, dẫn anh em đặc công tấn công mục tiêu. Phương án tác chiến theo trục đường, đường số 1, như sau, toàn đội hình sẽ bám theo sườn núi thành 3 nhóm, hai nhóm trong rừng và một nhóm theo đường chính. Nhóm theo đường chính xuất phát sau đội hình chừng 1 giờ, tuyệt đối không bám vào các dây leo vì qua quan sát buổi chiều, Chúng tôi đã phát hiện địch treo cối trên các dây leo, chỉ cần động mạnh là cối sẽ rớt và chạm nổ ngay, phía dưới toàn là đá. Cứ cách 50 mét sẽ có một đặc công bám ra mặt đường, nằm phục và nghe ngóng tình hình, bắt liên lạc với anh em theo đường chính. Đúng giờ gỡ các bộ phận xuất phát. Chương 53. Đánh chiếm mục tiêu cuối cùng, chùa Previ here. Phải công nhận anh em đặc công ta tài thật, sức nhanh nhẹn và sự dẻo dai hơn hẳn chúng tôi nhiều lắm. Bỏ theo các anh trên một sườn đồi, có lúc thì thoải, có lúc dựng đứng quả là điều nan giải, bám sát theo các anh, người tôi mệt nhoài. Và cố gắng lắm mới đuổi kịp, những bàn chân bám vào đất một cách vững chắc, sức dướng mạnh mẽ làm cho anh em trinh sát bám theo cực kỳ vất vả. Trăng vẫn sáng vòng vặt, ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây cành lá, làm cho cảnh rừng núi có phần huyền diệu, những ngọn gió vô tình thổi cũng làm cho anh em đỡ mệt. Tay cầm chắc địa bàn, tôi cố giữ không cho lệch góc phương vị, xác định chính xác tiến độ tiếp cận với vị trí, không cho phép bất cứ một sai sót nào dù nhỏ. Có những đoạn anh em chúng tôi trượt lên trượt xuống hai ba lần mới leo lên được, tay bám vào cây để đu lên rát cả đôi tay. Đêm vẫn tĩnh lặng, không nghe động tĩnh gì, và đội hình vẫn cứ tiến lên. Khoảng lưng chừng đổi, được lệnh dừng lại nghỉ, tôi tranh thủ bỏ ra trục đường chính cùng hai anh đặc công. Để liên lạc với anh em bám theo đường chính, ra đến đầu đường, tôi gặp một cầu thang bằng gỗ chừng hơn 100 bậc, mỗi bậc cách nhau chừng 25cm. Chỉ chờ chưa đến 5 phút, đã thấy anh em xuất hiện, bóng dáng họ trong đêm lúc ẩn lúc hiện những tảng đá như được mài sẵn lót trên đường đi, dưới ánh trăng cũng ánh lên những sắc màu lạ lạ. Hớp một ngụm nước, chúng tôi tiếp tục, càng lên cao, độ dốc càng lớn, càng phải dùng nhiều sức lực để vượt qua. Trăng đỉnh đầu, chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng của ngôi chùa danh tiếng này, đứng dưới nhìn lên, một cảnh đẹp hùng vĩ về đêm. Với những đám mây trôi lờn vờn trên đầu, dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống nhất phương án tấn công, vị đại đội trưởng ra lệnh leo vách đá. Do trinh sát không trang bị vật leo vách núi, cũng như kỹ năng leo. Hơn nữa, phần việc của trinh sát cơ bản đã xong, tôi men theo vách đá tiến ra đường chính. Khoảng 10 phút sau, bộ phận đi đường chính đã gặp anh em trinh sát. Theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm đường bám theo sau. Những dáng người treo trên vách đá âm thầm lặng lẽ, từng bước chậm rãi bám mục tiêu. Chúng tôi cũng men theo anh em đường chính, bỏ dưới những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên, tất cả im lặng chuẩn bị. Một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng tôi, đi qua đi lại. Những giây phút chờ đợi căng thẳng, 10, 20, 30 phút trôi qua trong sự yên tĩnh đáng sợ. Bỗng những tiếng nổ chát chúa từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên, liên tục, liên tục. Không có tiếng súng đáp trả, chừng 5 phút cũng là những tiếng nổ của hướng nam và tây nam. Tiếng nổ nghe gần hơn, thấy ánh sáng lóe lên của tiếng nổ. Những tiếng nổ dồn dập trên đỉnh đầu, bắt đầu có những tiếng AK, B40 của địch nổ đứt quãng một quả đạn nổ ngay đầu cầu thang phía trên chúng tôi mảnh bay vèo vèo, những bước chân chạy thình thịch. Ba thằng địch chạy xuống hướng cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên cách chúng tôi chỉ gần 10 mét. Những loạt đạn AK vang lên nghe chói tai, do gần và bắn tả âm, đạn trúng vào vách đá tóe lửa. Có lẽ một thằng địch bị trúng đạn AK của ta, lăn theo cầu thang và nằm tại chân cầu thang, cách tôi chưa đầy 5 mét. Một trái pháo sáng ném xuống cầu thang, ám hiệu ta đã làm chủ phía trên. Chương 54. Đánh chiếm mục tiêu cuối cùng, chùa Previhia, phần tiếp nhận được ám hiệu, tất cả hơn 10 cây súng chĩa vào địch và những loạt đạn vang lên kết liễu đời chúng nó. Những anh em đặc công còn ở trên đường vận động số một khẩn trương vận động chạy lên cầu thang để tiếp viện. Càng lúc tiếng nổ càng nổ giòn và càng gần vị trí chúng tôi hơn. Thu súng của mấy thằng địch ở chân cầu thang xong chúng tôi cũng vận động theo anh em lên đỉnh đồi. Tới nơi đặc công không cho chúng tôi tiến sâu vào bên trong, anh em cõng ra hai đặc công bị thương nhẹ do bị đạn thẳng của địch đang loay hoay băng cho anh em chúng tôi thấy một toán địch đang nhảy qua một tảng đá để vượt qua biên giới Thái. Những tiếng nổ lóe lên và những loạt đạn quét ngang của chúng tôi, quật ngã chúng ngay trên những tảng đá. Những tiếng nổ và ánh chớp của bộc phá vang lên từ hướng Tây càng lúc càng gần, từ khu vực chính của đền. Sau này là kho lương thực của tiểu đoàn một trung đoàn 95, trong ánh chớp những tên địch chạy băng qua những tam cấp của ngôi đền. Những loạt đạn lia theo chúng như đường kẻ chỉ bằng lửa trong đêm bỗng có tiếng hỏa lực của địch phản lại ta từ hướng bắc của điểm cao bằng DKZ. Đạn của địch bay qua trên đầu và rớt xuống bình độ hướng nam, phía bắc giáp với biên giới Thái gần nhất. Nhưng vị trí này là vách đá dựng đứng, hình như chúng chỉ bắn uy hiếp chứ không nhằm tấn công ta vì lực lượng chúng đang tràn ngập ở hướng chính của ngôi đền. Có lẽ nắm được ý định của địch, bộ phận gần nhất của ta là bộ phận đánh hướng tây, vòng sang trái bám vào chân đền tập kích đánh trả. Một tiếng nổ lóe sáng đỏ rực nổ từ hướng khẩu DKZ và những loạt đạn nhỏ nổ rộ để thương binh lại cho bộ phận trinh sát nhóm đặc công đường chính băng ra trận đầu những tên địch đang cố chạy về bên đất thái những quả trái sáng được ném khắp nơi nhìn rõ mồn một những tên địch chạy và ngã xuống phía bên trái những anh em hướng nam cũng khép lại tấn công ra hướng ngôi đền chính hỗ trợ cho bộ phận hướng bắc đang bị địch phản công bộ phận đường chính cơ động dọc theo triền phía đông sát đường biên giới thái khép vòng tròn không cho chúng chạy về hướng đông dồn địch về những vách đá dựng đứng ở hướng bắc sau này là chốt của bộ phận trinh sát sư một số địch chạy thoát về phía bên kia biên giới Thái quay lại bắn xối xả về phía ta. Trong vòng 30 phút tấn công ta làm chủ trận địa, chiếm được ngôi đền đẩy bọn chúng về hướng Thái Lan. Dưới chân núi anh em tiểu đoàn 3 vận động lên hỗ trợ cho đặc công làm chủ trận địa và chốt giữ các vị trí quan trọng không cho chúng phản công. Thương binh được băng bó và chăm sóc tại trận địa. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 1979 toàn bộ lực lượng của trung đoàn 95 có sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh bắn dọn đường tiến về chùa previhia khoảng hơn 7 giờ sáng đội hình tiếp cận với chân núi 606, đưa 8 anh em thương binh và 4 liệt sĩ về phía sau có xe tăng hộ tống. Địch bỏ lại hơn 60 tên và nhiều súng đạn kể cả súng hỏa lực. Đơn vị đặc công khẩn trương giao lại chùa cho Trung đoàn 95, rút về vườn xoài, gần ngôi nhà của Sihanouk, tiểu đoàn bộ tiểu đoàn một Trung đoàn 95 sau này. Nhìn những anh em đặc công ra đi vội vã, rút đi vội vàng, chỉ kịp bắt tay những anh em trinh sát dẫn đường, lặng lẽ xuống núi. Đơn vị ở lại khoảng vài ngày bên bờ hồ cạnh vườn xoài, sau đó đi truy quét địch khu vực biên giới, dọc theo dãy Dangrek đến cuối tháng 1 năm 1979 thì rút về nước. Những ngày sau đó toàn bộ tiểu đoàn một chốt ở điểm cao này, tiểu đoàn ba rút về phía sau cách chân 606 chừng vài km, bảo đảm thông đường ở phía sau. Tiểu đoàn hai chốt chặn dọc đường 120 về Trom Khơ San, bảo đảm cho các đơn vị trợ chiến của trung đoàn 95 hành quân chiếm các vị trí quy định. Tháng 3 năm 1979 trung đoàn 20 công an Vũ Trang từ biên nước sang thay thế cho tiểu đoàn một chuyển về phung cam tút và phung trà thực hiện nhiệm vụ truy quét địch suốt mùa mưa 1979 tại khu vực an long ven cuối năm 1979 tiểu đoàn một trở lại chùa này cho đến khi quân đội ta rút quân về nước 1989 do có thành tích trong chiến đấu và xây dựng điểm tựa 606 năm 1982 tiểu đoàn một trung đoàn 95 được phong danh hiệu anh hùng là đơn vị cuối cùng cấp tiểu đoàn của trung đoàn 95 nhận danh hiệu này tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 được phong anh hùng thời chống Mỹ. Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của quân khu và kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Công binh, những thành bê tông được chuyển sang, ta bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này. Với quân số thường xuyên có mặt là 300 người, có một trung đội pháo binh 85mm nòng dài, cùng với đại đội 2, đại đội 4 của tiểu đoàn một trung đoàn 95. Sau tháng 6 năm 1979 có đợt quân bổ sung từ bên nước và những anh em bị thương nhẹ trở về, bổ sung cán bộ các cấp đại đội 2 tiểu đoàn một được hoàn thiện về tổ chức và lực lượng, đảm bảo hành lang phía tây của cao điểm, đường vận động số 3. Đại đội một bảo vệ hành lang phía đông cao điểm, tạo thế vững chắc, khống chế toàn khu vực huyện Trom Khơ San và tỉnh Previhia, tạo bàn đạp vững chắc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của mặt trận 579. Tập 3. Biên giới Tây Nam, từ Stung Cheng đến chùa năm Trường 56. Trận đánh phun Cam Tút và phun Cha, trận đánh cuối cùng của chiến dịch sau khi nhận bản giao chùa Previhiet từ anh em 198, trung đoàn 95 triển khai thế phòng ngự xung quanh khu vực cao điểm 606. Vì trên đó không có một công sự nào có thể chịu được một quả đạn pháo, toàn bộ đội hình tiểu đoàn một dồn sức cho công việc đào hào, đào hầm và công sự để phòng thủ. Tiểu đoàn hai nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ ở phía dưới chân núi, vì lúc này máy bay Thái quần đảo liên tục trên khu vực cả tỉnh Previhiet. Ban đêm máy bay Thái thả dù đèn sáng cả đêm dọc theo biên giới, từ núi Cụt về đến An Long Ven. Nhiệm vụ cuối cùng còn lại là tấn công Phung Cam Tuất và Phung Cha là nơi địch đang ẩn nấp khi ta đánh mạnh từ hướng Trom Khơ San. Tình hình sư 307 gặp nhiều khó khăn về lực lượng để đảm đương nhiệm vụ. Các lực lượng phía sau vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa đủ sức để thông tuyến đường của giai đoạn 2 của chiến dịch. Công tác hậu cần ngưng trệ vì đường chưa thông, nhiều đoạn bị địch chặn đánh cướp lương thực, giết tài xế. Tất cả các đơn vị đều rơi vào tình hình thiếu gạo, hết thực phẩm, mà căng nhất là hết muối. Trong giai đoạn khó khăn này, Trung đoàn 95 chỉ có thể huy động được đại đội bộ binh 3 là đơn vị có truyền thống đánh cơ động của Trung đoàn 95 và các đại đội trợ chiến. Do địa hình của mùa khô chống trải, máy bay địch bay quần đảo liên tục trên khu vực nên chúng tôi được lệnh hành quân ban đêm chứ không đi ban ngày để bảo đảm bí mật. Chập tối 13 tháng 1, khi trăng vừa mới mọc không nhớ là mùng mấy âm lịch, đội hình xuất phát về hướng Nam và Tây Nam gồm đại đội bộ binh 3, đại đội 13, cối 120, đại đội 14, 12 ly 7, đại đội 16, DKZ, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm trinh sát hỗn hợp gồm khoảng 20 người, lực lượng trinh sát trung đoàn và trinh sát sư lúc này còn mỏng lắm nên phải kết hợp lại. Phương án tác chiến như sau, ta dùng hai cánh quân để tấn công khu vực này, một cánh của trung đoàn 95 đánh từ hướng bắc xuống, và một cánh quân của trung đoàn 29 cũng là quân hỗn hợp từ đường 120 đánh vào, trận đánh này là đánh vào phung có dân ở, theo hàng binh của địch khai, nên hết sức cẩn thận. Men theo các bìa rừng còn xanh, chúng tôi dẫn anh em bộ binh hành quân về trận địa. Trăng sáng đẹp, những đám mây bay lần vờn chậm chậm, đôi lúc che phớt qua mặt trăng, làm cảnh vật cũng huyền ảo. Qua vài bãi tráng có những cây mai rừng đã đầy hoa, dù là ban đêm vẫn còn cảm nhận được nét đẹp của hoa mai rừng, Xuân đã chuẩn bị về. Dù trăng thanh, gió lộng và ban đêm, nhưng anh em gần như đã đuối sức trong suốt chặng đường chiến dịch, nên đi rất chậm. Chỉ cần có lệnh giải lao là anh em đã ngủ, những giấc ngủ chập chờn, những tiếng kêu vội vã, những cái vùng dậy mạnh mẽ. Khổ nhất là len lỏi trong những khu rừng mùa khô thiếu nước, loại cỏ ba cạnh mọc chung với cỏ tre trong rừng khộp, cạnh nó sắc hơn dao cạo, gặp đâu cứ đó, quần rách, máu chảy. Qua một đêm hành quân, khi gần sáng, chúng tôi tiếp cận một cái hồ nước lớn, nhìn trên bản đồ thì hồ nước bao bọc xung quanh hai phun này. Anh em bộ binh được bố trí dọc theo mép hồ chờ lệnh, còn lại bộ phận trinh sát và cán bộ đi thực địa để bố trí lực lượng tấn công. Trong phun dù gần sáng, vẫn còn mua hát, vẫn còn nghe tiếng trống tọt, tum tum, tọt, tum tum, dồn dập. Tôi cùng một số anh em cán bộ đại đội 9 bám theo mép hồ vòng vào phung. Khi gần đến một ngôi nhà to thì có tiếng chó gầm gừ và sủa, có ánh đèn pin quét qua, quét lại. Anh giữa tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba sợ lộ nên phải lui ra. Trăng sáng quá nên anh em lui ra xa, men bám theo một vườn cả tím cạnh mép nước, vòng qua bên phải khoảng 500 mét thì gặp một con đê to. Đây là con đê nối hai phung cam tuốt và phung cha, Hừng sáng ở phía đông, chúng tôi trở lại đội hình tập kết và chờ trời sáng. Anh em trinh sát chuẩn bị các tọa độ, nếu có tình huống xấu sẽ nhờ anh em pháo cối chi viện. Trời sáng, lợi dụng địa hình quanh hồ nước có những khu che gai mọc um tùm, ta ẩn quân vào đó để tránh bị lộ và bộ phận trinh sát được giao nhiệm vụ bám địch. Theo phương án tác chiến của sư đoàn, sau khi trung đoàn 95 chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng, cũng như nắm chắc tình hình địch thì trung đoàn 29 mới tấn công theo trục lộ đánh thẳng vào phum có sử dụng pháo bắn ngoài phun thăm dò động tĩnh của địch. Bộ phận trinh sát chúng tôi luồn theo dọc bờ hồ, vì còn màu xanh của một số cây dây leo của rừng. Về phun cha, phun này tương đối lớn nhưng không hiểu sao lại không có dân ở. Chúng tôi áp sát và luồn theo các lùm cây, chuẩn bị tư thế tấn công vì hai phun cách nhau chỉ vài cây số, mà sao phun này bỏ hoang. Là câu hỏi hơi khó trả lời, sợ địch đánh nghi binh. Lửa ta vào trận địa bỏ trống và tấn công từ phía sau hốt gọn, nên tôi cho anh em rút ra dọc bờ hồ, Báo về tình hình về Trung đoàn 95 xin quân tri viện, Trung đoàn 95 tăng cường cho đại đội 9 và một phân đội 2 khẩu 12 ly 7 của đại đội 12 tiểu đoàn 3. Với nhiệm vụ giữ phun này cũng như hỗ trợ cho bộ phận tấn công bên phun cam tút khi cần thiết. Hơn một giờ sau anh em đại đội 9 đến nơi, ta tổ chức triển khai đội hình phòng ngự và chuẩn bị tấn công ngay. Qua quan sát các hiện tượng trong phun, trinh sát chúng tôi phán đoán rằng địch hay dân mới rời phun này khoảng vài ba ngày vì nhiều bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn. Cơm chưa lên mốc xanh, nhưng đặc biệt là toàn bộ dấu chân châu, bỏ đều đi về hướng phung cam tuốt, không quay lên hướng bắc về An Long ven sát biên giới. Như vậy chắc chắn rằng toàn bộ dân của khu vực này địch dồn về phung cam tuốt. Tất cả mọi phán đoán của anh em trinh sát sau khi thống nhất, chỉ huy tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 báo về trên để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi đại đội 9 chiếm lĩnh phung tra xong, ý đồ tác chiến như sau. Trung đoàn 29, cũng chỉ có một tiểu đoàn tăng cường như hướng trung đoàn 95 vì còn phải bảo đảm phía sau sở chỉ huy sư 307. Tấn công theo đường có xe tăng hỗ trợ đánh trực tiếp vào phum nhưng hạn chế hỏa lực mạnh vì chắc chắn là có dân. Cơ bản là bộ binh tiếp cận và chiếm mục tiêu, đại đội 10 trung đoàn 95 đánh từ hướng bắc của phum, khu nhà to mà ta tiếp cận sợ lộ và tiếp giáp về hướng đại đội 9. Đại đội 11 tấn công từ hướng đông của phum vòng qua hướng nam giáp trục đường với trung đoàn 29. Sau khi ổn định cho đại đội 9 vào vị trí một tổ trinh sát hơn 10 người của chúng tôi trở lại bờ hồ phía đông hỗ trợ cho hướng chính diện của trung đoàn 95 là đại đội 11. Khoảng gần trưa lệnh tấn công bắt đầu, đội hình xe tăng hành tiến từ lộ 120 vào phun, không theo đường mòn mà cắt theo đường rừng trinh sát đã chọn. Để tránh mìn của địch, khi cách phun 2 km dừng lại, không tiến nữa để thăm dò đối phương và bộ binh bám sát tình hình địch. Phát hiện đội hình trung đoàn 29, địch bắt đầu phản ứng, các loại cối chúng bắn như mưa về phía đội hình ta theo lộ vào. Mức độ bắn của chúng cũng khủng khiếp, các bộ phận hỏa lực theo bộ binh tiếp cận xung quanh phum được lệnh chuẩn bị. Pháo binh ta bắt đầu chi viện nhưng chỉ bắn vào đầu phum và giải về hướng chống của phun giáp với đại đội 9 tiểu đoàn 3, vì không trúng vào các vị trí hỏa lực, nên chúng cũng tăng cường bắn về hướng trung đoàn 29. Lúc này sở chỉ huy lệnh cho các phân đội hỏa lực cối và DKZ của trung đoàn 95 cố gắng phát hiện và tấn công vào các vị trí hỏa lực của địch. Bộ phận trinh sát được lệnh tiếp cận các mục tiêu, vượt qua mấy cái dãy hoang Tổ trinh sát chúng tôi phát hiện toàn bộ hỏa lực địch đều nằm trên một trục đường thẳng, con đường chính của phung. Trường 57, kết thúc chiến dịch trên bờ hồ phung Cam Tuốt. Trinh sát báo cáo về sở chỉ huy và được lệnh điều chỉnh cho bộ phận cuối của trung đoàn 95 và trung đoàn 29 bắn tập trung về tọa độ này. Pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài phung. Toàn bộ cối của trung đoàn 95 từ 60, 82-120 ly bắn nhiều vái đạn vào các mục tiêu. Cối trung đoàn 95 bắn hiệu quả hơn vì gần và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài phun. Lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào phun, bộ phận trinh sát và trung đội 3 đại đội 11 chiếm được dãy nhà đầu tiên. Sát với mặt đường chính của phun, anh giữ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, vác nòng khẩu DKZ-75 của đại đội 12 cùng với bốn chiến sĩ của phân đội này. Vượt qua đội hình đại đội 11, anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ đại đội 11, nhanh chóng giá súng ngay trước một căn nhà của dân và bắn liền bốn trái về hướng địch. Phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường, thấy thủ trưởng tiểu đoàn ba xông lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo, gắng sức vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi. Địch phát hiện lực lượng tiểu đoàn ba chiếm một phần phun, chúng chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực, 12 ly 7 bây giờ mới thấy bắn. Đạn bay nghe rào rào, nhờ nhà dân chống đỡ, nếu không thì cánh tiểu đoàn ba cũng sẽ thương vong nhiều. Đạn cối, DKZ của địch nổ vào giữa đội hình tiểu đoàn ba, bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất hai đồng chí của trung đoàn 95 đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì nhận điện của đại đội 9 là địch lùa dân trên hướng bờ đê về hướng phung cha anh em đại đội 9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên trung đoàn 95 ra lệnh cho đại đội 9 tấn công nhóm địch này để chúng hoảng loạn bỏ chạy cứu dân cũng như hỗ trợ bộ phận trong phung đang rằng co với địch trên con đường chính của phung phát hiện dân đã rời phung lực lượng chính diện của trung đoàn 29 dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào phun do bị vỡ ở cả hai hướng nên địch chống cự có phần giảm xuống có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực chúng không tập trung lực lượng địch lùa dân bị đại đội 9 tấn công bỏ dân chạy lui lại phun vì lực lượng ta quá mỏng không bao quát hết địa hình nên lực lượng địch còn lại rút về hướng đại đội 9. men theo bìa rừng tẩu thoát pháo binh ta chỉ bắn trận đầu chứ không bắn giải vì sợ chúng dân đang hốt hoảng nằm trên bờ ruộng phía sau phun cả hai lực lượng của trung đoàn 29 và trung đoàn 95 đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn. Sau hơn một giờ rằng co với địch, ta làm chủ khu vực này, việc đầu tiên cùng với công tác thương binh tử sĩ. Hy sinh 12, bị thương không thể chiến đấu 9. Ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận, suốt con đường từ phun đi ra bờ đê chúng giết hơn 40 người dân. Cả trẻ em chúng cũng giết, nghe nói là các em nghe tiếng đạn hoảng quá không đi nổi, chúng cũng bắn luôn, nhìn gương mặt người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng. Mất tinh thần, chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con vuông tròn, dân mới bình tĩnh lại. Trong phùng cũng có một số dân bị chết do trúng đạn, hầu hết những tên tốt chết tại trận địa đều lớn tuổi, hơn 50 tên là một đội quân hỗn tạp từ nhiều nơi chạy về. Nên chúng rất dã man, nghe dân khai với ta cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết hết khoảng hơn chục tên không rõ lý do. Bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay, toàn bộ khu vực này sau trận đánh, giao lại cho Trung đoàn 29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường. Đội hình Trung đoàn 95 khẩn trương rút nhanh ra lộ 120 và đi ngược về chùa Previhia. Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình sư 307. Thiếu Trung đoàn 94 đang phối thuộc cùng sư 309 đang đánh hướng Lom Phát và Con Hách trong giai đoạn 2 của chiến dịch biên giới Tây Nam. Phung Cam tuốt vào khoảng tháng 3 năm 1979 do tiểu đoàn một trung đoàn 95 chấn giữ cho đến cuối năm 1979. Sau đó do đại đội 14, súng 12 ly 7, trung đoàn 95 chấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước, 1989. Trong các trận đánh vào An Long Ven cũng như căn cứ 547 những năm sau này, Phung Cam tuốt là cơ sở hậu cần cho chiến dịch. Các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng. Trường 58, những ngày sau chiến dịch, sau trận đánh phung cam tút toàn đội hình sư đoàn tập trung cho công tác truy quét địch cũng như xây dựng các vị trí đóng quân của toàn sư đoàn anh em trinh sát tập trung về sở chỉ huy sư đoàn để nhận nhiệm vụ mới mang tiếng là cùng đơn vị nhưng cả chặng đường chiến dịch bây giờ anh em mới gặp mặt ban chỉ huy đại đội còn mỗi mình đại đội phó các trung tiểu đội quân số cũng phân tán và hao hụt nhiều nhóm anh em lính mấy hà nội chỉ còn duy nhất anh nam hà khu tập thể nguyễn công chứ hà nội còn một nhóm anh em đi cùng trung đoàn 94 phối thuộc cùng sư 309 cũng tương tự như vậy. Nhớ ngày bắt đầu tổng tấn công anh em trong đơn vị 85 người, đến hôm nay còn chưa đầy 40 người. Điều đó nói lên mức độ ác liệt của chiến dịch. Không trận nào mà không có anh em trinh sát của sư đoàn ngã xuống, mãi cho đến những năm sau này từ lính lên đến chỉ huy đơn vị tôi không tìm đâu ra những thế hệ chiến sĩ giỏi như vậy. Nhiệm vụ của toàn sư đoàn quá nặng, chịu trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Previhia cho đến bờ Tây Mê Công, một trên hai tỉnh Stung Chen. Toàn trung đoàn 95 dồn sức cho việc củng cố căn cứ chùa Previhir, chỉ còn lại anh em trung đoàn 29 phải ngược xuôi thông tuyến đường chiến dịch vừa đi qua. Cả đơn vị trinh sát bây giờ chia thành hai tổ, một tổ gồm những anh em có hiện tượng giảm sút về sức khỏe do anh đại đội phó phụ trách, cùng phối thuộc với trung đoàn 95 làm công tác chuẩn bị địa bàn đóng quân, và một tổ nữa gồm những anh em còn thể lực tốt do tôi phụ trách, phối thuộc cùng trung đoàn 29 làm công tác truy quét bảo vệ sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn ở khu vực Choam Khơ San và Phnom Ta Beng. Trước khi ra đi nhận nhiệm vụ tư lệnh sư đoàn đại tá Phạm Bân và chính ủy Lê Lung, hỏi đi hỏi lại đến ba lần những ý kiến đề đạt của anh em, nhưng tất cả đều an tâm nhận nhiệm vụ và không có ý kiến gì. Ông điện cho bộ phận hậu cần trang bị thêm quần áo và nhất là giày vì hầu hết đã hư không dùng được nữa. Tiến chúng tôi ra khỏi sở chỉ huy sư đoàn, tôi biết tư lệnh rất nhiều băn khoăn khi lực lượng trinh sát còn quá mỏng, nhiệm vụ phía trước còn nhiều điều phải làm chúng tôi ngược về trong Khơ San và đến phối thuộc cùng trung đoàn 29 gồm 3 tiểu đoàn là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9. Nhìn anh em trung đoàn 29 trong trạng thái thiếu thốn trăm bể thật là tội nghiệp, quần rách đường chỉ anh em phải lấy dây mìn KP2 khâu lại, hầu hết mặc quần đều đã ưu tiên phía trước. Ban đêm nằm ngoài rừng sương xuống lạnh cũng không có gì đắp, vì toàn bộ quân trang đều bỏ lại đức cơ, gạo cũng thiếu vì xe tiếp tế chưa lên và có một vài chuyến hàng bị tốt chặn đánh dọc đường. Để đảm bảo lương thực trên đường truy quét, khi vào các phun không có dân anh em phải ăn cả chuối non luộc chấm với muối kiếm thêm rau rền rau sam đỏ đọt mướp bồng bí và các loại rau quả có thể ăn được ngay cả chuối cây non anh em cũng thái mỏng trộn với rau má rau càng cua rau chua lẻ rau thơm vắt thêm nước chanh để thành rau sống những nơi không có phum giữa rừng mùa khô phải dùng tới lá giang và cây ngót rừng cải thiện bữa ăn hài lon thịt bò hộp 400 g nấu canh chua lá giang cho cả đại đội những món ăn mà giờ đây khi ngồi gõ lại tôi cũng không ngờ rằng đó là thức ăn có thể nuôi sống con người. Qua vòng truy quét đầu tiên, hoàn toàn không gặp địch chúng tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn và biết rằng mùa xuân đã đến. Mùa xuân nơi những khu rừng khộp không nước, ban ngày nắng cháy ra, ban đêm gió từ đất Thái Lan thổi về lạnh cắt ra cắt thịt. Trường 59, đêm giao thừa mậu ngọ, kỳ mùi. Có những đơn vị trong sư 307 thì mùa xuân năm 1979 là mùa xuân đầu tiên trên đất nước Chùa Tháp nhưng đối với anh em trung đoàn 95 thì đây là mùa xuân thứ hai. Vì có những thế hệ anh em nhập ngũ năm 1977 trở về trước, đã một lần ăn Tết trên đất bạn năm 1978, khi đánh giải vây cho đồn biên phòng 23 Đức Cơ. Năm 1979 ngày mùng một Tết hình như là cuối tháng 1 năm 1979, trước chưa bước qua tháng 2 dương lịch. Và đây là thời điểm tàn khốc nhất của những tháng mùa khô, ai đã trải qua sẽ không bao giờ quên trong đời của mình. Qua đợt truy quét đầu tiên, chúng tôi về lại sở chỉ huy sư đoàn, Nằm trên giao lộ 120 đi lên chùa Previhir và 69 đi về Phung Cam Tuất An Long Ven. Sư bộ nằm trong một khu rừng bằng lăng khá đẹp và lý tưởng, cạnh một dòng suối vẫn còn nước chảy dốc rách ngày đêm. Báo cáo tình hình với ban tham mưu sư đoàn xong, trung tá tham mưu trưởng sư đoàn trao cho tôi quyết định bổ nhiệm trung đội trưởng và quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ vừa ký giáo mực. Tôi về ban trinh sát và nhận nhiệm vụ phối thuộc cùng tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới từ chùa Previ đến chân núi Cụt. Nghỉ lại sư bộ một đêm, chờ các bộ phận của sư đoàn chuẩn bị cho công tác chiến đấu của trung đoàn 95. Một đêm không lo nghĩ gì về chiến tranh, thanh thản tâm hồn, đi lòng vòng các đơn vị đóng quanh sư bộ, kiếm trả lá điếu đóm cho vui và đến khuya nghỉ đêm với anh em pháo 37 ly. Một đêm để nhìn lại cả một chặng đường chiến dịch, nhìn lại chính mình, suy nghĩ về vai trò của mình trong chức vụ mới mà tuổi đời, tuổi quân còn quá non nớt về mọi mặt bên cánh võng, một đêm giữa rừng cùng anh em trong đơn vị pháo 37, với tách trà nóng và những phong lương khô tiết kiệm được trong đợt truy quét. Hình ảnh những gương mặt khi còn ở đất cơ cứ hiện về trong từng câu chuyện, nhiều anh em đã nằm lại trên mọi nẻo đường chiến dịch. Tuổi 18, đôi mươi đã nằm trong lòng đất mẹ. Những người con mãi không trở về, những sinh viên sẽ không còn trở lại trường đại học, những ước mơ cháy bỏng, những cuộc tình tuyệt đẹp đã không còn được thăng hoa trên cõi đời. Chiến tranh đi qua chỉ còn lại nỗi đau trong lòng mỗi con người một anh lính pháo nào đó hát khe khẽ bài hát lá đỏ mà nhạc sĩ hoàng hiệp phổ từ thơ của nguyễn đình thi khi còn ngồi trên ghế nhà trường tưởng rằng chiến tranh chỉ còn lại trong ký ức những vần thơ đẹp về một thời đạn bom một thời lửa cháy ngỡ rằng đã lùi xa vào dĩ vãng và tồn tại trong tâm thức của những người lính đi qua trên mọi nẻo đường trường sơn nhưng không phải như vậy hôm nay đây cũng giống như rừng trường sơn đại ngàn giữa mùa trở gió năm nào rừng khộp mùa khô campuchia gió vẫn ào ạt thổi hàng ngàn hàng vạn vô số kể, những chiếc lá chút xuống đỏ rực trời. Vẫn còn đó những đoàn quân điệp điệp trùng trùng hối hả ra trận, bước chân đi mạnh mẽ rung chuyển cả núi rừng, bụi đỏ bay mở mịt nhòa trong trời lửa mùa khô. Đầu đó vùng con hết, anh em trung đoàn 94 và cả sư 309 đang phải chịu đựng, giành giật sự sống với khí hậu khắc nghiệt của vùng Đông Bắc. Một quang cảnh, một không khí thật hào hùng và kỳ vĩ chẳng khác năm xưa trên đường Trường Sơn. Những thế hệ chiến sĩ mới sau chiến tranh của các tỉnh duyên hải miền Trung cùng với những anh em đất Hà Thành, có mặt trên cánh quân Đông Bắc này, cũng ra trận mang theo nỗi nhớ quê hương và tuổi trẻ của họ. Năm xưa trên đường Trường Sơn điểm hẹn là Sài Gòn, còn hôm nay chỉ biết rằng đó chính là Tổ quốc. Sáng hôm sau, cùng theo xe của sư đoàn về tiểu đoàn 3 trung đoàn 95, cách chân chùa vài km, dọc đường thấy các đơn vị đóng quân trong những khu rừng xanh dọc suối. Tập trung công sức vào công việc hầm hố, giao thông hào, bộ phận công binh của sư đang hoàn tất những cây cầu nhỏ bắc qua những con suối để giao thông được dễ dàng, thỉnh thoảng có vài cây mai rừng, những cảnh lan đuôi trồn, lan bát treo ở các hầm của đơn vị công binh để chuẩn bị đón Tết. Đêm giao thừa, cùng đón khoảnh khắc của mùa xuân cùng anh em đại đội 9 tiểu đoàn 3, mỗi người đều có những tâm sự riêng, không ai ngủ, tất cả đều chờ nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân lúc 21 giờ. Nghe đọc danh sách các đơn vị được Chủ tịch nước tặng lãng hoa, trong đó có sư 307 và Trung đoàn 95, đón nghe lời chúc Tết của bác Tôn trở lại hầm anh em cũng thao thức nói chuyện cho đến sáng. Đêm giao thừa, đêm trừ tịch, đêm 30, nhớ ngày xưa khi học tác phẩm tối 30 của nhà văn Thạch Lam, thầy Hồ Phú Quế với tâm hồn lãng mạn của người có xứ Huế. Giảng rất hay về khoảnh khắc giao thừa của hai nhân vật Liên và Huệ, bối cảnh cuộc đời khác nhau hoàn toàn. Nhưng nhớ nhất là đoạn thầy viết tổng kết, thầy khuyên học thuộc, để mai kia trên đường đời, mỗi người sẽ có một kỷ niệm về đêm 30. Rất nhiều đêm qua đi để có một đêm 30, rất nhiều đêm 30 qua đi, để có một đêm 30 Tết. Và cũng phải có nhiều đêm 30 Tết qua đi, mỗi con người sẽ có một tối 30 xúc động tâm hồn. Vâng, thưa thầy, đêm 30 xúc động là đêm nay đây, con đang cảm nhận niềm xúc động khi nhớ về những mùa xuân qua đi trong cuộc đời con. Những mùa xuân thanh bình nơi quê hương Mỹ Cát bao quanh đầm đề di, với những bãi cát vàng tuyệt đẹp, với sóng biển rào rạt êm đềm cuộn vào bờ, với tiếng reo vi vút ngút ngàn của rừng dương, với từng đoàn người ra biển trong đêm giao thừa, và những năm trọ học ở Quy Nhơn, do chiến tranh lan rộng, không về nhà ăn Tết cùng gia đình, chiều chiều ra biển khu 2, dọc đường Nguyễn Huệ nhìn biển cho đỡ nhớ nhà. Và hôm nay giữa rừng sâu của miền cực Bắc Campuchia, trong muôn nỗi nhớ về thời gian. Thời gian đã đi qua đong đầy bao kỷ niệm, khi năm tháng lùi xa, kỷ niệm cũ lại quay về. Thời gian ơi, hãy cho tôi và đồng đội tôi, được trở về sống với những đêm 30 thanh bình, hạnh phúc bên những người thân. Xin hãy bay đi màu mây trên tóc những người mẹ chiến sĩ để trên cõi đời này, những người mẹ chiến sĩ vẫn sống mãi bên con cái mình. Dù rằng đã có nhiều người con mãi không trở về bên mẹ được nữa. Những đứa con của lòng đất mẹ Việt Nam trung dũng kiên cường sáng chắn báo rông, chiều ngăn nắng lửa. Tết năm đó, xuân kỳ mùi 1979, do đường vận chuyển chưa thông, nên quả Tết đến trễ cả tuần. Cuối cùng, xuân đã về, đã về trên biên giới Thái Lan, Campuchia, thay cho pháo hoa, là những chùm pháo sáng máy bay Thái Lan thả suốt cả đêm, dọc theo dãy đen greg. Chương 60. Đón xuân kỳ mùi bên dặn núi đen Grec. Thời gian đón Tết kỳ mùi, tôi cũng không còn nhớ chính xác, chỉ biết rằng sau đêm nghe bác tôn trúc Tết cả tuần, thì xe hậu cần mới đến nơi. Hoàn cảnh lúc ấy rất khó khăn, hầu hết các đơn vị đều đã cạn kiệt về lương thực, thực phẩm, gian nan nhất là tình trạng thiếu muối. Cá chuồng khô là loại cá có nồng độ ướp muối cao, được nhà bếp luộc để lấy nước muối cho đơn vị, gạo cũng còn có ít phải ăn rẻ sẻn từng bữa. Khi cùng anh em đặc công 198 đánh chiến chùa, Tôi phát hiện ở bình độ 500 có một dãy mì, sắn, của lính tốt, trồng rải rác theo sườn núi. Do đúng vào mùa khô tinh bột nhiều nên rất ngon, luộc lên bột bở ra màu trắng đục, nhìn rất là bắt mắt. Anh em trung đoàn 95 phần lớn là dân khu năm nên cũng hạp khẩu loại lương thực này. Chỉ tội cho các anh em Hà Nội chưa bao giờ thưởng thức, bước đầu cũng khó khăn cho dạ dày thích ứng. Qua thời gian thì cũng hội nhập kinh tế, những lá mì non gần đọt cũng được anh em Quảng Ngãi chế biến thành món muối dừa, phụ vào bữa cơm cho có chất rau lúc này chưa biết đảo củ mài ăn đỡ đói. Hái lá ngót rừng về nấu canh, hai món này do chính ủy trung đoàn 95 thiếu tá tạ như Quỳnh chuyên nghề, khi ông lên thăm đơn vị. Diện tích sắn trên đồi cũng không có nhiều, nên chúng tôi không thông báo cho các đơn vị biết, mỗi ngày trung đội trinh sát chỉ lấy vài gùi B40, về luộc ăn kèm với cơm, thỉnh thoảng anh em đói thì nướng thêm. Vì lính trinh sát suốt ngày trèo đèo lội suối mà đói thì đâu được, toàn là thanh niên đang độ tuổi lớn, sức ăn mạnh, khổ sở cho anh em bộ binh, lao động cực nhọc ăn uống thiếu thốn trăm bể. Thấy cảnh anh em bộ binh bị sốt không thể ăn được cơm. Chúng tôi bảo mì nấu chung với thịt bò hộp loãng như súp, nên thời đó có giai thoại sốt không ăn cơm. Thì có món súp chính sát, sau này do nhận nhiệm vụ đi xa dài ngày tôi mới bản giao kho lương thực cho đại đội một tiểu đoàn một, chỉ có anh Nguyễn Tiến Trăn. Nay ở Lập Thạch Vĩnh Phúc là chính trị viên đại đội một là người duy nhất biết giấy mì này. Thời gian này, sư đoàn 307 là sư đoàn duy nhất có mặt từ bờ Tây Mê Công lên đến Vihia một địa bản quá rộng và quá xa so với công tác hậu cần, và sau chiến dịch ta còn quá nhiều việc để làm, giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống. Từng đoàn người hành hương trở về quê hương, sau bao nhiêu năm xa xứ, theo lệnh tập trung của Pốt, tràn ngập các con đường cả ngày lẫn đêm, đói khát, bệnh tật, bộ đội ta vẫn phải giúp họ. Trên lộ 12 từ thị trấn Sra Lao giáp biên giới Lào đến Tra Pen, Phnom Beng qua Dô Viêng về công tông Thom không lúc nào ngớt người đi. Phẩu của sư đoàn vẫn chữa bệnh cho dân, những ca đẻ khó của dân, cũng được các bác sĩ giúp đỡ vượt cạn giữa thanh thiên bạch nhật trên những miếng ván kê tạm giữa rừng trong những ngôi nhà bỏ hoang dọc đường tiếng khóc của trẻ sơ sinh giọt nước mắt hạnh phúc của những bà mẹ nhiều y bác sĩ chỉ kịp buộc sợi dây vào cổ tay bé sơ sinh để chúc lành vừa kịp gật đầu làm cha đỡ đầu cho đứa bé theo yêu cầu của người mẹ vượt cạn dù rằng có những anh em chưa có mảnh tình nào vắt vai chưa biết tỏ tình là gì gửi lại trong lòng dân tình nhân ái của một đội quân nhà phật sau khi chiếm được chùa Bộ phận trinh sát sư đoàn cùng các đơn vị của Trung đoàn 29 và Trung đoàn 95 bám theo dãy Đan grec làm công tác truy quét, xác định địa hình, chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ biên giới. Máy bay Thái Lan vẫn hoạt động liên tục ngày đêm. Khi anh em trở về đơn vị dưới chân chùa Previhir, thì hàng Tết, lương thực, thực phẩm đã được cung cấp. Nghe anh em nói lại, tao phải dùng cả xe Tăng T-54 để đi bảo vệ xe chở lương thực. Gạo mới gặt trắng tinh trở ngay ra chiến trường, đã nói lên hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Các anh em lính cũ bảo như vậy, vì bộ đội ăn gạo dự trữ thì mới ổn định an ninh lương thực như cách nói hiện nay, cùng với bắp xay, bo bo. Tôi về sư bộ để nhận quà Tết cho anh em, nói chung là cũng đủ các món để vui Tết, đường, sữa, thuốc lá, kẹo. Khi ngang qua sở chỉ huy sư đoàn, thấy tôi khệ nệ mang hàng Tết, tư lệnh sư đoàn đại tá Phạm Bân kêu tôi lại và cho hai gói thuốc lá thơm thủ đô, in hình chùa một cột để làm quà cho anh em. Sau này tôi được biết chính ông đã chỉ đạo cho bộ phận hậu cần cấp gấp đôi tiêu chuẩn cho bộ phận trinh sát. Chính ủy Lê Lung cho thêm hai chai rượu chát. Trên đường về, khi qua ngầm của đơn vị pháo 37 ly vào giờ cơm trưa, anh em mời ở lại ăn cơm. Có ít thịt heo rừng, tôi mang một chai rượu ra đãi anh em. Cả bộ phận chốt ngầm hôm đó ai cũng vui hẳn lên. Bữa cơm chiều, có chút thịt rừng của anh em pháo 37, cộng với ly rượu chát ai cũng phấn khởi, thấy anh em trinh sát hô rô. Rô, thủ trưởng giữa tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, bưng chén cơm chạy sang, cũng là một ngụm nhỏ. Tất cả mọi người đều vui trong ngày mừng muộn năm mới. Trước khi đi hội ý trên tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 3, tôi phát cho anh em mỗi người điếu thuốc thơm, cả khu rừng như được bừng tỉnh với hương vị thơm ngát mùi thuốc lá thủ đô. Anh em trong miền Nam hầu như không chuộng thuốc miền Bắc, vì nó nhẹ không đủ độ ép phê, họ vẫn chuộng thuốc lá đen như Đà Lạt hay Hoa Mai hơn. Anh bảo đại đội trưởng đại đội 10, nổi danh là con sâu thuốc, khi ngồi vào bàn họp nói ngay. Ông nào có thuốc bắc bỏ ra, đừng chơi xấu với anh em. Khi cuộc giao ban kết thúc, anh Bảo lại một lần nữa khẳng định là có mùi thuốc miền Bắc. Anh đoán ra ngay vì hậu cần đâu có cấp thuốc thơm cho đơn vị, quay sang tôi anh mỉm cười và bảo ông trinh sát. Đừng chơi xấu mà, ông mới về sư bộ sáng nay, chắc o bế các thủ trưởng, điếu đóm với hậu cần, chia sẻ cho anh em chút hương thơm quả ngọt. Tôi móc gói thuốc trong túi áo ra, chia cho mỗi người một điếu, nhưng tiểu đoàn trưởng bảo hút chung, dành lại vài điếu để nói chuyện phiếm với nhau tới khuya. Máy bay Thái Lan vẫn thả pháo sáng liên tục, cả bầu trời sáng rực, ngồi dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ khoảng 5, 6 người ôm, anh em nói chuyện tới khi hết phần đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam, ba ngày các đơn vị vẫn công tác bình thường, có bộ phận tuần tra xa, bộ phận tuần tra gần, lo đảo hầm hố công sự và hầu như cũng không còn ai quan tâm gì đến những ngày Tết đầu tiên trong cuộc đời lính. Chương 61. Con đường tử thần trên đất Thái. Cuối tháng 2 năm 1979. Từ vị trí đài quan sát phía tây chùa Previhir, chúng tôi phát hiện trong nhiều ngày liền, dân chúng tập trung sát biên giới rất đông. Bộ phận trinh sát báo cáo tình hình cho Sở Chỉ huy Trung đoàn 95 và Bộ Tham mưu Sư đoàn, trực tiếp trưởng ban tác chiến sư đến nơi quan sát và đưa ra nhận định. Có thể Thái Lan lùa dân qua biên giới để hồi hương, cũng như khả năng tốt lùa dân làm bia đỡ đạn để tấn công ta. Tư lệnh Phạm Bân chỉ thị bộ phận trinh sát phối thuộc cùng Trung đoàn 95, bám sát mục tiêu cùng với các đơn vị bộ binh của tiểu đoàn một Trung đoàn 95, khóa cửa biên giới khu vực phía đông chùa. Cùng với 15 anh em trinh sát trung đoàn 95, chúng tôi vượt qua biên giới để quan sát tình hình. Khu vực chúng lùa dân là khu vực thoải nhất của các bình độ quanh khu vực chùa, bám theo các khe suối và tảng đá trên bình độ. Chúng tôi phát hiện những xác chết đã thối giữa còn chưa bộ xương nằm rải rác trên dọc đường mòn qua biên giới. Quan sát kỹ hơn để có nhận định chính xác là quanh khu vực này có dấu vết của các loại mảnh mìn. Và chúng tôi kết luận là trước đây trên đường qua đất Thái, dân đã bị vướng mìn Vị trí này sau tháng 4 năm 1979 là bãi mìn số 1 của anh em Trung đoàn 20 Công an Vũ Trang. Khi Trung đoàn 95 bản giao cho Trung đoàn 20 để đi truy quét khu vực An Long ven mùa mưa 1979, lợi dụng ánh sáng của đèn hỏa châu máy bay thái thả vào ban đêm, chúng tôi vượt qua biên giới với giới hạn tối đa khoảng 2 km, phát hiện dân tập trung dọc theo con đường lộ chạy lên cổng chùa Previhia với chiều dài gần 1 km, ước tính cả nghìn người. Sáng sáng chúng tôi rút về bên này biên giới và phục kích các vị trí then chốt. Từ vị trí này chúng tôi nghe toàn bộ các động tĩnh. Khoảng trưa thì nghe tiếng súng nổ và khu vực này hỗn náo lên, có cả tiếng khóc la của dân. Súng nổ càng lúc càng gần và chúng tôi báo về bộ tham mưu sư. Chúng tôi vẫn được lệnh quan sát và nắm tình hình khu vực, báo cáo cho sư tọa độ, vì có khả năng sư sẽ dùng tới pháo binh nếu cần thiết cùng với các loại hỏa lực khác. Dưới chân núi hỏa lực của tiểu đoàn một như cuối 82, 120 đã chuẩn bị một đoàn người đông đúc bắt đầu đến đường biên. Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm bám phía sau đội hình dân và nhóm khác trận đầu để quan sát. Từ vị trí phía sau, chúng tôi phát hiện khoảng 100 tên lính Thái đang dùng súng tiểu liên AR-15 bắn chỉ thiên để lùa dân vượt qua biên giới. Như vậy ý định của địch đã rõ. Chúng tôi báo về trung đoàn 95. Một cảnh hết sức tàn nhẫn là khi đoàn người đến đường biên giới, lính Thái lan xả súng bắn vào dân với mục đích đốc thúc dân đi nhanh hơn để tránh đạn của chúng. Những thân người ngã xuống, những tiếng khóc kêu la, trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hái hùng. Và càng hái hùng kinh khủng hơn là khi chạy tránh đạn của lính Thái, đoàn người đã lọt vào bãi mìn, không hiểu bãi mìn này do lính Thái hay bốt gài. Những tiếng nổ liên tục, những thân người bay lên cùng bụi mù đất cát, tiếng kêu khóc thét gạo cùng những tiếng kêu rên rỉ giữa bãi mìn, cảnh hoảng loạn như trong phim chứ không tin là thật. Nghe súng nổ sở chỉ huy trung đoàn 95 điện hỏi chúng tôi liên tục, khi nắm tình hình chắc chắn, chúng tôi được lệnh không được nổ súng vì lực lượng ta ít hơn địch và khi biết là địch chỉ lùa dân chứ không có ý định tấn công ta, chúng tôi mới được rút về bên đất Campuchia. Bộ phận trinh sát vẫn bám theo dân ở cự ly thích hợp, toàn bộ anh em phải di chuyển trên đá, vì nằm trong bãi mìn của địch, những tiếng mìn nổ vẫn không ngớt vang lên vào đoàn người vơi dần vơi dần. Khi đoàn người vượt qua bãi mìn, xuống đến chân núi, họ dừng lại nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ. Chúng tôi quan sát kỹ và không thấy hiện tượng khả nghi có bốt trong đội hình, chúng tôi xuất hiện cùng anh em bộ binh tiểu đoàn 1, những gương mặt dính đầy máu mang vẻ kinh hoàng, những ánh mắt đầy sợ hãi, những tấm thân run rẩy khi thấy anh em ta nhiều người hoảng quá khuỵu xuống không đi nổi nữa. Bộ đội ta băng bó vết thương những người bị thương, dĩ nhiên là còn đi được, còn nặng thì đã nằm lại trong bãi mìn. Chính trị viên tiểu đoàn một Nguyễn Năng điện cho trung đoàn 95 chi viện thêm quân để đưa dân về khu vực an toàn. Thủ trưởng Năng hỏi anh em ta có người nào nói được tiếng Anh, Pháp để nói chuyện với họ, tôi và anh Vinh, trinh sát trung đoàn 95 học sau tôi một lớp tại trường Cường để quy nhơn đã hy sinh trong trận đánh căn cứ 547 mùa khô năm 1981, cũng tìm được gần 10 người biết tiếng Anh để chấn an họ. Trong đó có một phụ nữ gần 30 tuổi nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, đa số người Campuchia biết nói tiếng Pháp. Được tăng cường đại đội 11 tiểu đoàn 3, ta đưa dân về tập trung cách chân chùa 2 km, bên cạnh một hồ nước, sau này là vị trí của tiểu đoàn 210 trung đoàn 20 công an vũ trang. Qua tiếp xúc tôi được biết đa số họ là người dân miền Nam Campuchia quanh khu vực Phnom Penh, bị bốt đưa đi lưu đày lên vùng previa do bị bốt tuyên truyền, họ sợ ta nên phải chạy qua đất Thái Lan. Họ ở đây hơn một tháng, ta chi cho họ cả 10 tấn lương thực và nhờ họ mà anh em tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 đã giảm mức độ ăn cơm đột bắp. Chương 62. Hành trình truy quét cam tuất nông trường An Long Vang. Rời phung cam tuất và phung trà, đội hình truy quét chia thành hai bộ phận, bộ phận trinh sát cả của sư và trung đoàn 95. Cắt đường rừng và các phung có trên bản đồ để nắm tình hình địch và bộ phận trinh sát trung đoàn 95 còn lại. Cùng với đội hình tiểu đoàn một dưới sự chỉ huy của Thủ trưởng Nam, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một trung đoàn 95 lúc này là Tham mưu Phó Trung đoàn 95. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một là Thủ trưởng Vệ, theo lộ 69 hành quân. Mưa vùng cực bắc thật khủng khiếp, mưa cả ngày giả dích, các dòng suối cuồn cuộn nước đỏ ngầu từ đất Thái chảy về, vượt qua các dòng suối vào mùa mưa là điều cực kỳ nguy hiểm. Đi dọc theo suối tìm những vị trí thích hợp để vượt thông thường hay lợi dụng những gốc cây to bị đổ vắt ngang qua lòng suối. Bộ phận trinh sát đi cả ngày chưa được 20 km. Đi trong rừng quần áo ướt sũng, ve rừng, loại này nếu bị cắn là lên sốt ngay. Vắt rừng đeo bám tới tận ba lô, độ che phủ của rừng nơi đây cao nhất Campuchia, với một màu xanh đậm ngắt. Bám theo các phun trên bản đồ, bộ phận trinh sát không phát hiện gì ngoài sự hoang tàn. Chắc có lẽ trong thời cốt không có dân ở những nơi này. Xưa kia những nơi này cũng khá sung túc, cây trái vẫn sum xuê đủ chủng loại nhiều nhất là chanh, cam, bưởi. Nhiều phum có cả những rừng dừa hàng mấy trăm cây, nhà cửa đã hư hại theo năm tháng. Anh em trinh sát rất cảnh giác với những phum này, chỉ vào phum từng toán nhỏ, có bộ phận chốt giữ phía sau, tránh tình trạng bị chúng đánh tập hậu. Tranh thủ kiếm những gì có thể ăn được và nhanh chóng rút ra khỏi khu vực, không dừng lại lâu những nơi này. Ban đêm kiếm những vị trí cao, dừng quân nghỉ và nấu cơm, mỗi người mang một ruột tượng gạo 7kg. Kinh nghiệm chiến trường không nên dừng chân ở gần suối vì dễ bị chúng tấn công dồn ra suối và đánh hai bên. Càng về sát biên giới Thái là những cánh rừng khộp, rừng già, và đường đi không bằng phẳng, hầu như phải leo đổi liên tục. Theo ta phán đoán, thời gian cuối mùa mưa 1979 địch đã củng cố lực lượng, dùng lực lượng dân chạy theo chúng hay bị thúc ép phải theo, vượt biên giới mang vác vũ khí chuyển vào trong nội địa. Quan sát theo dõi thì thấy nhận định của ta là chính xác, dọc theo các con suối vẫn còn dấu vết của chúng để lại, cơm chúng vứt lại có chỗ chỉ vừa lên mốc xanh khoảng một tuần. Đội hình rất đông vì đường chúng đi mòn nhẵn, có cả dấu chân voi, ngựa đi thổ hàng, càng lên sát biên giới mức độ càng rõ hơn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, bộ phận trinh sát, khoảng hơn 20 người, điện xin ý kiến của sở chỉ huy trung đoàn 95. Trinh sát nhận được lệnh, đội hình bộ binh không bám theo đường 69 nữa, chuyển hướng nhập cùng bộ phận trinh sát về hướng biên giới. Đêm thứ ba của cuộc truy quét, hai cánh nhập lại và dừng chân trên con đường mòn chạy từ biên giới về, khu vực này chúng đi rất nhiều đường mòn ngang dọc, có cả những nơi chúng bỏ lại các loại đạn, mìn. Đội hình bộ binh ở lại phục kích và trinh sát vẫn đi dọc theo biên để theo dõi tình hình. Ngày thứ năm của đợt truy quét, mũi trinh sát phát hiện có địch tại một phum nhỏ gần với nông trường An Long Vang, phung Cúc. Dấu chân chúng rất mới, nước động lại trên dấu chân đó vẫn còn đục, linh tính cho biết rằng lực lượng chúng ở đây cũng khá đông. Sau khi thống nhất với anh biểu trung đội trưởng trinh sát trung đoàn 95, chúng tôi lui đội hình về sau khoảng vài km nơi không có dấu vết chúng qua lại và báo cáo tình hình về sở chỉ huy trung đoàn 95. Lúc này bộ phận trinh sát cách đội hình tiểu đoàn một gần 20 km, tức gần một ngày hành quân, chúng tôi triển khai đội hình ẩn vào các khu rừng sâu, giữ bí mật và chờ ý kiến ở nhà. Đêm đó sau ca gác đầu, khoảng 9 giờ, những ánh đèn pin quét sáng loáng qua lại cách ta chỉ chừng 300 mét, tiếng dấu chân qua lại rất rõ. Những tiếng động, âm thanh lộn xộn đang bao quanh, ánh đèn pin càng lúc càng nhiều, chứng tỏ rằng khu vực này chúng rất chủ quan. Chương 63. Previhia mùa khô 1979. Đầu tháng 4 năm 1979, sư đoàn 307 bước vào giai đoạn củng cố lực lượng và xây dựng thế phòng thủ chiến lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc cùng sư 309 giải phóng và truy quét tàn quân địch ở Mundankiri, trung đoàn 94 về lại đội hình sư đoàn 307. Sư đoàn 309 bằng đường không và đường bộ đã lật cánh sang mặt trận 479 cùng với trung đoàn 726 của Đắk Lắc, thay thế khu vực này là sư đoàn 2 chủ lực quân khu 5. Đơn vị có truyền thống cho thuê chi viện cho các mặt trận ngoài quân khu 5, vừa nghi binh rút khỏi đội hình quân đoàn 4. Về nước bằng đường không lẫn đường bộ, sau đó vòng lại truy quét chiến trường Đông Bắc qua ngõ quốc lộ 13 Tây Ninh Stung Trang Von Sai Con Hách. Đồng thời với việc tăng cường lực lượng từ hậu phương sang, như sư đoàn 315 được bố trí đến bờ sông Mê Công, trung đoàn 20 công an vũ trang tăng cường cho tỉnh Vihear, các đoàn chuyên gia được thành lập từ đoàn 5501 đến đoàn 5504. Đoàn 5504 phụ trách địa bàn tỉnh Vihear, căn cứ đoàn bộ ở thị xã Kulen và Phnom Penh, chịu trách nhiệm từ do Viêng Giáp với lực lượng của quân khu 7, tỉnh Công Thom và đến núi Hồng của sư 302 quân khu 7. Bản đồ tác chiến của mặt trận 579 ở phòng tham mưu sư 307 Chẳng chịt các ký hiệu di chuyển và bố trí quân, tình hình chiến trường lúc đó yêu cầu tính khẩn trương cao độ của toàn mặt trận 579. Tiểu đoàn 210, trung đoàn 20 công an vũ trang, được đưa vào thay thế cho tiểu đoàn 1 trung đoàn 95, trấn thủ chùa Previhir. Đội hình tiểu đoàn 1 trung đoàn 95 được chuyển về địa bàn Phung Cam Tuất, đại đội 1 ở hướng đông, đại đội 2 do quân số còn ít tăng cường thêm đại đội 4 bố trí tại Phung Trà. Đại đội 2 bố trí ở ngầm xa em là giao lộ của đường 69 và 120 khối tiểu đoàn bộ bố trí trong phung cam tuất có sự thay đổi lớn về nhân sự trong thời gian này thiếu tá ma thanh toàn trung đoàn trưởng trung đoàn 95, sau này là tư lệnh quân khu 2, cùng một số cán bộ cấp trung đoàn tiểu đoàn về nước đi học và chuyển vùng đội ngũ cán bộ cấp trung đội đại đội cũng về hòa cầm đà nẵng học trường quân chính của quân khu 5, đội ngũ này cuối năm 1979 đầu năm 1980 trở lại đơn vị thay thế các vị trí do sự thuyên chuyển Trung đoàn 95 thành lập thêm tiểu đoàn 10 để bảo vệ khu vực trung đoàn bộ. Tiểu đoàn trưởng đầu tiên là Trịnh Minh Hổ sau này là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định. Lực lượng trinh sát sư đoàn lúc này mới thực sự tập trung, chốt ở phía Bắc sư bộ sư 307 tại giao lộ 120 và 69, ngầm xa em. Suốt cả hành trình chiến dịch bị chia năm xẻ bảy, anh em trong toàn đơn vị bây giờ mới tập trung, chăm lo củng cố xây dựng đơn vị. Trong sư đoàn chỉ có đại đội trinh sát là không có ai thuyên chuyển vì quân số còn ít, cơ bản sử dụng cán bộ tại chỗ. Anh em hầu hết là lính minh nhập ngũ các năm 1977-1978. Ban chỉ huy đến tháng 9 năm 1979 mới bổ sung hoàn chỉnh đủ 4 người từ các đơn vị của tiểu đoàn 32 trinh sát quân khu đi học chuyển về. Tháng 9 năm 1979 sau đợt bổ sung quân số tháng 7 năm 1979 bao gồm anh em các tỉnh quân khu 5, đa số là Khánh Hòa, toàn sư đoàn bước vào đợt truy quét đầu tiên sau chiến dịch được trung đoàn 20 công an vũ trang hỗ trợ phía sau của địa bàn, mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ này. Vốn gắn bó với trung đoàn 95 ngay từ chiến dịch, tôi được điều về trung đoàn anh cả này cùng hơn 10 anh em khác. Khó khăn lớn nhất lúc đó của anh em ta là quân trang, hầu như không ai còn bộ quần áo nào lành lặn, nhiều anh em bộ binh phải dùng cả dây kém mìn KP2. Không những đường chỉ đã bị bung, giày vải đã hư toàn bộ, nhìn anh em công an vũ trang được trang bị giày ba tạ thấp của ai cũng thích. Nhìn đoàn chiến sĩ ra đi trong trang bị như vậy, cả tư lệnh Phạm Bân và chính ủy Lê Lung không khỏi chạy lòng. Chính tư lệnh cũng vào kiểm tra công tác chuẩn bị của tiểu đoàn một trung đoàn 95 với đôi giày đã không còn nguyên vẹn. Cánh quân thứ hai của đợt truy quét là tiểu đoàn 7 trung đoàn 29 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu cháy, giáp với địa bàn của đoàn 5504 về hướng An Long Vang. Để có thể hỗ trợ cánh quân của tiểu đoàn một trung đoàn 95 từ phía sau, nếu có tình huống không thuận lợi. Để bảo đảm cho bộ đội cơ động nhanh và hiệu quả, vì địa hình truy quét khá khó khăn, phải vượt qua nhiều suối lớn, ta chỉ dùng hỏa lực cá nhân là chính, hạn chế dùng hỏa lực mang vác nặng. Đội hình truy quét hướng Trung đoàn 29 được hỗ trợ pháo binh của Trung đoàn 572 quân khu 5 tại Kulen và Trung đoàn 95, Trung đoàn 94 vẫn giới hạn trong tầm pháo chi viện của sư đoàn. Cánh thứ ba là tiểu đoàn 4 Trung đoàn 94 do mới về lại đội hình sư đoàn, nên nhiệm vụ truy quét có phần hạn chế hơn. Đảm bảo địa hình khu vực núi cụt về đến Trong Khơ San cùng với Trung đoàn 576 pháo binh của sư sau lễ quốc khánh 29 đội hình truy quét của các hướng trong toàn sư đoàn 307 lên đường giữa những cơn mưa lớn, triển miên của vùng cực Bắc Campuchia. Một nhiệm vụ mới bắt đầu, với muôn vàn khó khăn vất vả ở phía trước. chương 64, Hành trình truy quét cam tuốt nông trường An Long Ven, phần tiếp. Ca làm việc của thông tin đã hết, phải chờ đến sáng mới liên lạc ở nhà được. Anh biểu trung đoàn 95 bàn với tôi về tình huống này, và cuối cùng quyết định bám theo địch, không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu xem chúng làm gì xác định trên bản đồ, chúng tôi đặt tình huống là nếu chúng đi thẳng, thì đội hình chúng không cắt ngang qua tiểu đoàn 1. Cách đội hình tiểu đoàn 1 đang phục gần 2 km, còn nếu chúng vào phung thì sẽ đụng phải quân ta. Bí mật bám theo chúng trong đêm, luôn xác định và theo dõi trên bản đồ xem chúng có chuyển hướng vào đội hình tiểu đoàn 1 không. Ban ngày đi đã khó, ban đêm càng khó hơn, chúng tôi buộc phải bám theo và cách chúng không quá 50 mét, có những đoạn do địa hình chỉ còn vài chục mét. Căn cứ và đội hình địch, Chúng tôi phán đoán khoảng hơn 100 tên nhưng không rõ chúng làm gì. Chúng bám theo con đường mòn mà chúng đã đi nhẵn nên chúng đi nhanh hơn ta. Suốt một đêm theo dõi và lúc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm là không đi đúng vào đội hình tiểu đoàn 1. Đến giờ mở máy liên lạc buổi sáng, thì chúng dừng lại nghỉ bên một bãi trắng cách tiểu đoàn 1 chừng 4 km, cả đêm chỉ đi gần 10 km. Lúc này chúng tôi mới biết là chúng đang vận chuyển nhưng không hiểu là hàng hóa hay vũ khí chúng tôi báo cáo tình hình về tiểu đoàn 1 và nhận được lệnh phải bám theo địch và liên tục báo cáo về hướng di chuyển của chúng. Chúng tôi vừa bám theo địch vừa cố gắng bắt liên lạc với tiểu đoàn 1, đang trên đường hành quân tiếp cận với đội hình địch. Sau giờ giải lao, địch lại lên đường và theo hướng về Trom Khơ San. Hai giờ sau, xác định được hướng hành quân của tiểu đoàn 1, chúng tôi bắt liên lạc được với đội hình tiểu đoàn 1, nghiên cứu và cân nhắc tình hình. Tương quan lực lượng cũng như vũ khí, lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra nhất là tình huống đây chỉ là lực lượng đi đầu, còn một lực lượng lớn phía sau. Phương án tác chiến được thông qua. một Đội hình địch khoảng gần 100 tên, trang bị bằng AK và vài khẩu AT, không thấy trang bị vũ khí khác. 2. Đại đội hai hỗn hợp và khẩu đội DKZ nhanh chóng cơ động về phía con suối trước đội hình khoảng hơn 1 km, đưa đội hình vượt suối. Phục kích phía bên kia bờ, vì địch sẽ dừng lại để vượt suối, lưu ý khả năng có một lực lượng địch đón nhận hàng phía bên kia suối. 3 lực lượng còn lại đại đội 1, đại đội 2 và hỏa lực 12 ly 7 sẽ bám theo địch hai bên sườn và chờ thời cơ nổ súng. 4. Một bộ phận trinh sát và bộ binh nằm lại vị trí theo dõi phía sau địch. Chẳng hiểu vì lý do gì mà địch dừng lại lâu thế, chắc hơn một giờ đồng hồ, cả bộ phận tiểu đoàn một đều nóng ruột. Thủ trưởng Nam nhắc nhở bộ phận trinh sát phía sau cảnh giác vì có thể chúng chờ đội hình lớn phía sau, nhưng tình huống này cuối cùng không xảy ra. Khi đội hình địch bắt đầu xuất phát, bộ phận tiền trạm phía trước của đại đội hai hỗn hợp báo về là đã vượt suối xong. Không thấy lực lượng nào của địch ở vị trí bên kia suối, ta triển khai đội hình bám theo địch và có lệnh là bất cứ cánh quân nào bị lộ là nổ súng. Đội hình chúng đi rất co cụm và luôn nói chuyện không ngớt. Khi đến bờ suối, chúng dừng lại và chuẩn bị vượt suối, nhưng khó khăn là vị trí vượt của chúng cách vị trí đại đội hai phục gần 500 mét, nên đại đội hai buộc phải di chuyển theo vị trí đội hình chúng. Nơi chúng vượt là nơi lòng suối hẹp hơn các đoạn khác chỉ chừng vài chục mét. Nước chảy rất xiết, chúng đổ một cây dầu đỏ đường kính hơn một mét, vắt ngang qua suối và chúng dùng dìu đéo gọt mặt trên của cây, bề mặt tiếp xúc với bàn chân khoảng 50-60cm, có làm dây rừng để viện tay khi qua suối. Sau trận đánh kiểm tra cây dầu đỏ này thì chúng đã đốn chừng vài tháng, vết dầu chảy ra đã cứng lại từng mảng, chứng tỏ chúng đã dùng con đường này vận chuyển nhiều chuyến vào sâu trong nội địa. Phương án tác chiến lúc ban đầu là chờ lúc chúng đã qua suối khoảng một phần ba lực lượng, thì đại đội hai nổ súng, đồng thời phía hai bên sườn đại đội một đại đội 2 cũng đồng loạt nổ súng theo. Khi quan sát thấy địch co cụm, chủ quan dễ bị tiêu diệt, thủ trưởng Nam đổi ý định lúc ban đầu, dùng lực lượng đại đội 1 và đại đội 2 đánh thốc từ phía sau dồn chúng ra bờ suối. Đại đội 2 chỉ dùng lực lượng nhỏ giải dọc theo bờ suối dùng cách bắn tỉa tiêu diệt, vì khi rớt xuống suối nước đang chảy xiết như thế, khả năng còn sống rất thấp dù biết bơi giỏi. Lực lượng còn lại của đại đội 2 không động tĩnh để giữ bí mật, chuẩn bị tình huống đón đánh lực lượng nhận hàng của địch. Khi nghe nổ súng chi viện cho bộ phận chuyển hàng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, thủ trưởng vệ sử dụng khẩu B40 của một chiến sĩ đại đội 2 bắn đầu tiên, phát lệnh nổ súng. Cự ly tiếp cận địch của đại đội 2 gần hơn đại đội 1. Sau đó đồng loạt các loại hỏa lực B bắn vào đội hình để uy hiếp địch và sát thương hiệu quả hơn. Sau đó là các loại trung liên và tiểu liên cá nhân. Lực lượng địch bị bất ngờ chỉ bắn về phía ta một trái AT duy nhất và những loạt đạn AK kéo dài chỉ được vài phút. Sau này nghe anh em đại đội hai phía bên kia suối kể lại thì ngay loạt đạn đầu tiên địch đã bị tiêu diệt nhiều, lực lượng nằm lại bờ suối bắn lại ta khoảng vài chục tên. Nhưng phản ứng cũng không kịp vì bị đại đội hai bắn tỉa, cùng với một số hoảng quá nhảy xuống suối bị nước cuốn đi. Một nhóm địch bảy tên, có hai nữ, thấy ta tấn công mạnh quá, còn lại gần một ụ mối. Khi đại đội một tiếp cận bờ suối thì chúng nổi lên khóc và ôm chặt vào nhau. Kiểm tra hàng của địch thì nhiều nhất là mìn KP2 và đạn B40, khổ sở cho anh em ta lại phải vận chuyển ra đường 69 cả mấy tấn vũ khí để chờ bộ phận phía sau lên giải quyết chiến lợi phẩm cùng với tù binh địch đội hình tiểu đoàn một phải dừng cuộc truy quét lại vì công việc này phải mất vài ngày vì còn phải thông đường về gần đến phung cha bộ phận trinh sát tiếp tục lên đường hướng về phía tây để vào khu vực nông trường an long vang chuẩn bị địa hình cho tiểu đoàn một truy quét đường vào an long vang từ vị trí tiểu đoàn một dừng chân đến khu vực an long vang không còn xa lắm chỉ hơn một ngày đường nhưng do địa hình quá phức tạp nên phải mất hai ngày mới tiếp cận với khu vực an long vang mưa như chút nước suốt cả ngày lẫn đêm, quân trang thiếu thốn, không ai còn đủ hai bộ quần áo cho lành lặn. Do lực lượng quá mỏng trên dưới 20 người nên không dám đốt lửa nấu cơm cũng như hong khô quần áo, giày, bít tất. Ban đêm ngủ mặc bộ quần áo khô, phơi bộ quần áo ướt, sáng hôm sau lại mặc quần áo ướt vào, cất bộ khô, ai bị hiện tượng nấm chân ban đêm ngứa không tài nào ngủ được. Chưa kể đến anh em bị hắc lào gặp thời tiết và quần áo ẩm ướt ban đêm nằm trên võng đều dạo khúc đầu hòa tấu bài tiếng đàn ta lư. An Long Ven là một khu vực bằng phẳng chiều dài khoảng vài chục cây số, từ bìa rừng trong nội địa đến chân dãy Dan Greg cũng vài cây số có hơn. Khi bộ phận trinh sát tiếp cận cách phum chính trên dưới 5 km thì gặp một bãi miếng ngút ngàn cao quá đầu người. Leo lên cây bằng lăng cao để quan sát thấy cả một khu vườn với các loại cây ăn trái, có cả rừng dừa mấy trăm cây chiếu quả. Không vào phum chính vì lý do lực lượng ít, lỡ gặp địch khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên suốt 3 ngày liền thay phiên nhau quan sát, ban đêm bỏ vào phum nắm tình hình có địch hay không lúc này phải dùng máy thông tin 71, 2 w mới liên lạc được với sở chỉ huy trung đoàn 95 và sư đoàn. Do tình hình thay đổi so với dự kiến trước đây, bộ phận truy quét được tăng cường thêm lương thực, cũng như trang bị thêm cối 82 để có thể tác chiến dài ngày, lúc đầu là 10 ngày cả đi lẫn về. Ngày thứ 9 đội hình tiểu đoàn một bắt liên lạc với trinh sát và tiến vào phung chính. Là một phung gần biên giới nhưng có thể là một phung quan trọng nên nhà cửa ở đây đông đúc. Không có dấu hiệu của sự hoang tàn, chiều dài của phung dài hơn 2 km nghe dân nói đây là một nông trường lớn của tốt. Sau khi tiểu đoàn một bố trí đội hình phòng thủ trong phum hoàn chỉnh, bộ phận trinh sát được nghỉ hai ngày để lấy lại sức sau mấy ngày cô đơn, độc mã giữa rừng gươm. Anh em ở chung với khối tiểu đoàn bộ tiểu đoàn một nên cũng thoải mái đôi chút, tất cả mọi thứ đều do tiểu đoàn một đảm nhiệm từ tuần tra cho đến gác đêm, cái sướng nhất của đời lính. Kiểm tra dấu vết trong phun thì vẫn có sự hoạt động của địch, nhiều dấu vết vẫn còn mới, có khả năng địch vẫn lui tới khu vực này. Đài kỹ thuật của sư luôn thông báo là có sự di chuyển của địch trong khu vực, và qua trận đánh trước ta bắt tù binh nên cũng khai thác được đôi chút về tình hình của địch. Đội hình tiểu đoàn một được chia thành hai mũi truy quét do trinh sát trung đoàn 95 đảm nhận, mỗi mũi là một đại đội tăng cường, còn một đại đội bảo vệ phun. Bộ phận trinh sát sư không tham gia truy quét cùng với tiểu đoàn một mà có nhiệm vụ tuần tra sát biên giới, nắm tình hình và báo cáo về sở chỉ huy sư. Một lực lượng gần 20 người, trang bị máy hai oát, lương khô 10 ngày trang bị y tế thuốc men đầy đủ. Chúng tôi lại lên đường theo yêu cầu của nhiệm vụ, cách xa tiểu đoàn một hàng chục km, bám theo sườn núi phát hiện dấu vết của địch. Trường 65, hành trình truy quét, từ địa bàn giáp xiêm diệp đến thượng nguồn suối hai mùa Stoensren. Từ An Long Vang cắt về hướng Tây Bắc một ngày đường, chúng tôi đến địa phận giáp với tỉnh xiêm diệp của quân khu 7. Theo nhiệm vụ được giao, chúng tôi bắt liên lạc với bộ phận trinh sát của mặt trận 479 nhưng chờ cả ngày trong phạm vi hơn 2 km vuông mà không gặp anh em 479, đành phải quay ngược về hướng đông. Bám theo dọc biên giới, men theo rìa các bình độ thấp dưới chân dãy đen greg. sau này được biết là trinh sát ta gặp địch, thương vong nhiều nên không thực hiện được kế hoạch. Dù cuối mùa mưa nhưng khu vực này quả là nhiều suối, nước từ đất Thái chảy về như thác, nên cũng rất khó khăn để vượt qua các con suối. Chỉ có một chiến sĩ quê ở Cam Đức, Cam Danh. Khánh Hòa không biết bơi, chúng tôi phải đi ngược lên bình độ cao hơn cả mấy giờ liền tìm vị trí thuận lợi để vượt sau này khi đơn vị trinh sát nhận tân binh phải yêu cầu biết bơi giữa ngày thứ tư của cuộc tuần biên chúng tôi gặp một kho của địch với nhiều căn nhà tranh mỗi căn dài gần chục mét nhưng không có vách lui lại vài trăm mét chiếm các vị trí có lợi bố trí lực lượng chiến đấu và tổ chức bám địch suốt cả buổi chiều năm anh em bám sát mục tiêu nhưng không phát hiện địch ban đêm tranh thủ trời mưa to ta tiếp cận dãy kho này đây là trạm trung chuyển vũ khí của chúng Hàng trong kho này toàn đựng trong thùng gỗ các loại, một số chúng tôi xác định được như thùng đạn B-40, ống thiết đạn DKZ. Báo cáo về sở chỉ huy sư thì nhận được chỉ thị tiếp tục quan sát xung quanh và chờ lực lượng tiểu đoàn một tới, thông tin được liên lạc 24 trên 24. Khoảng xế chiều ngày thứ sáu, chúng tôi bất ngờ phát hiện hai con voi to trên lưng chở đầy hàng, thấy những thùng gỗ có con số 800 màu trắng. Sau đó là một toán tốt hơn chục tên, quần áo đen có vẻ nhếch nhác, nhiều tên không thấy mang súng, số còn lại chỉ mang AK bán xếp đi vào khu vực kho. Đến nơi, chúng cho voi dừng lại, dỡ hàng xuống, khiêng, vác đem chất vào kho. Gần tối, có lẽ cũng biết là ta mới đánh chúng cách mấy ngày, nên cũng cảnh giác phần nào. Có tám tên mang súng đi vòng quanh kho kiểm tra, có hai thằng chỉ cách anh Hoàng, quê tư nghĩa Quảng Ngãi chỉ hơn chục mét. Không thấy gì, chúng về kho và có mấy thằng mắc võng ở đầu nhà kho. Ban đêm chỉ nghe chúng nói chuyện rôm rả và cười chứ không đốt lửa. Qua liên lạc, đội hình tiểu đoàn một chỉ có lực lượng đại đội 2 là gần chúng tôi nhất. Nên vào lúc đó đại đội hai cách chúng tôi hơn 10 km, như vậy phải mất gần một ngày nữa thì đại đội 2 mới tiếp cận được mục tiêu. Lệnh của sở chỉ huy trung đoàn 95 như sau. Nếu sáng mai trên đường đi, đại đội hai gặp địch nổ súng không thể đến nơi được. Bộ phận trinh sát được phép tấn công địch nếu thấy thuận lợi, không chờ lực lượng bộ binh. Lưu ý trong trận đánh bằng mọi giá giải quyết tốt chính sách thương binh liệt sĩ, tù binh, hàng binh, nếu vì điều kiện không thể nổ súng được, cũng cố gắng bám địch, chờ hướng giải quyết của cấp trên. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng tiểu đoàn một trong tác chiến. Chương 66: Hành trình truy quét. Một đêm mất ngủ, hồi hộp và lo âu, với nhiều tình huống được nêu ra. Hầu hết anh em phải ngồi, vì tình hình này đâu cho phép căng tăng móc võng để ngủ. Mệt mỏi và có vẻ cũng đã đuối sức, vài anh em lính mới chưa quen chịu đựng cũng ngủ được ngon lành. Trùng tâm đi lông phủ thân người ngồi trên một phiến đá dưới một cây bằng lăng, nước từ trên núi vẫn chảy dưới chân, tôi không tài nào nhắm mắt được, tâm trí nghĩ miên man. Tình huống ngày mai sẽ ra sao? Chăn chọc mãi. Có cả cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong suy nghĩ. Gần 20 con người đâu phải là ít, cũng gần ấy gia đình, tất cả hãy còn quá trẻ. Mới ngày nào hãy còn vòi vĩnh tiền mẹ dẫn bạn gái cùng lớp đi ăn trẻ, thấy con gái tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng mặt, con gái hỏi ú ớ nói không ra tiếng. Lắm cậu cho đến khi vật trường huấn luyện, còn lại cái đuôi ảo của một bóng hồng nào đó. Viết thư về nhà, phải nhờ những lão tướng kinh nghiệm chỉ vẽ, lắm lúc giờ khóc giờ cười cho những câu văn ngớ ngẩn và ngây ngô. Giờ đây vẫn bình thản ngủ ngon lành như không có gì xảy ra, giữa trời mưa to nước đổ, nơi vùng rừng sâu heo hút của vùng cực Bắc Campuchia. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ những đêm trời mưa, rông bão, lênh đênh trên biển. Sáng sớm, từ trong bến nhìn ra, thấy những chiếc thúng câu thấp thoáng từ xa, bằng linh tính của người mẹ biết con mình về đến bến an toàn. Nhìn con trai vật lộn với sóng gió, biển cả thâu đêm, cặp mắt sâu không ngủ của mẹ. Đêm này giữa rừng khuya giá lạnh, bên sự sống và cái chết chỉ là làn danh nhỏ. Lần đầu tiên, con thấu hiểu chiều sâu nội tâm của đôi mắt mẹ ngày xưa. Một buổi chiều sau Tết Nguyên đán. Hết giờ trực, mấy chị em trong lớp cùng ngồi với nhau trước giấy nhà tập thể của viện, thưởng thức những miếng mứt còn lại sau Tết. Từ xa, trên khoảnh sân rộng của viện 17, em nhìn thấy anh dương tay quấn băng trắng toát choàng qua cổ, cùng với hai người phụ nữ khác, tay sách nét mang đi về phía chúng em. Linh tính báo có một điều gì đó sắp xảy ra, em chạy vào trong phòng trải vội lại mái tóc. Hai người phụ nữ đó, chính là mẹ anh Dương và người kia là mẹ của anh. Anh Dương giới thiệu, em đứng như trời trồng trước mọi người, anh biết không? Mặt em đỏ thẹn, tim em đập nhanh như chạy đua với thời gian, hơi thở em đứt quãng, ước gì em có phép độn thổ, em độn thổ ngay lúc ấy. Mất bình tĩnh và run, em quên cả việc đáp lễ chào lại. Khi thấy các bạn nhìn sang em, nghe tiếng các bạn chào hai bác em mới sực nhớ, và lý nhí trong miệng chào theo. Suốt cả buổi, tay chân em lóng ngóng không làm gì được cả, ngay cả xếp đặt mấy cái ghế mời khách ngồi cũng không xong, các bạn em phải giúp. Nhìn hai người mẹ, một người mẹ có con ngồi bên cạnh, tay cuốn băng, và cũng một người mẹ, không có con ngồi bên cạnh mình. Đứa con của mẹ vẫn còn đang ở một nơi xa lắm, giữa một chiến trường khắc nghiệt và đầy gian khổ, lành ít giữ nhiều. Nghĩ tới điều này em dùng mình. Bất chợt, một điều gì đó đang dâng trào trong lòng em, muốn trào ra khỏi lồng ngực em, nước mắt em trực muốn tuôn. Sao em thấy thương mẹ vô cùng? Hai người mẹ dù tính cách có khác nhau, nhưng cùng giống nhau một điều, tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ một bức điện ngắn về nhà, lặn lội gần 300 km chỉ để nhìn được con, để biết một chút về tim của con mình. Đêm đó, mẹ ở lại với chúng em, thấy đi đường xa, tuổi cao, em thúc giục mãi để mẹ đi ngủ sớm, nhưng vẫn không chịu. Mẹ hỏi thăm mọi điều về anh, kể lại những câu chuyện về thời niên thiếu của anh, chuyện ở quê nhà, cho đến khi viện đổi ca trực thứ hai lúc gần 3 giờ sáng. Khi đưa hai bà mẹ lên xe về quê, cảm giác hụt hẫng tràn ngập tâm hồn em. Nước mắt em không cầm được nữa, lăn dài từng hàng trên má. Gương mặt nhăn nheo, khắc khổ, nhân hậu, dáng đi không còn thẳng, hấp tấp và vội vã. Tấm thân gầy, trên vai chịu nặng những gánh muối lên vùng cao để bán, để đưa con tới ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình Định lời mẹ anh Dương kể. Cũng chính người mẹ ấy, truyền lại cho con từ trong máu thịt mình sự rắn giỏi, cứng cáp của người dân vùng biển, trước những báo táp phong ba của cuộc đời. Trong tâm thức em, mãi mãi còn lưu lại hình ảnh, khi mẹ anh vẫy tay tạm biệt em nơi bến xe, với đôi mắt đỏ hoe, đượm buồn, ẩn chứa những điều mà em chưa biết. Một con sóc bay bất chợt đáp vào gốc cây bằng lăng, chạy nhanh lên ngọn cây. Tôi giật mình trở về với hoàn cảnh thực tại. Thực tại là ngày mai, là nhóm địch kia, là một trận đánh chương 67, hành trình truy quét từ địa bàn giáp xiêm diệp đến thượng nguồn suối hai mùa Stoensren. Gần sáng, tôi gọi sáu anh em lính cũ lại, nhưng con người dù còn rất trẻ như tôi, cũng đã dạn dày chiến trường qua một chặng đường chiến dịch. Để nêu ra những tình huống xấu nhất, buộc phải nổ súng đơn độc, không có sự chi viện của lực lượng bộ binh, động viên tinh thần anh em vững vàng trước thử thách khó khăn. Vì đối với anh em lính mới bổ sung vào đơn vị, đây là lần thứ hai nổ súng đánh địch, sức mạnh và tinh thần của họ dựa vào những lính cũ, ăn sương sớm, khi đã rõ mặt người, thấy bọn địch ngủ chưa dậy, chỉ vài tên lính gác hay là chúng thức dậy sớm, đi lòng vòng nhà kho chỗ hai con voi, sửa sang lại cái gì trên lưng voi. Thời cơ nổ súng chăng? Anh em lính cũ cũng bán được suy nghĩ băn khoăn của tôi, họ chỉ tay vào địch và ý muốn nổ súng. Cân nhắc và đánh giá tình huống, thấy chưa phải là tình huống bắt buộc và thuận lợi để nổ súng, vì nhiều anh em không đọc bức điện của trung đoàn 95, tôi làm hiệu cứ bình tĩnh chờ đợi. Chúng loay hoay nấu cơm ở đầu nhà kho cũng có thằng đi múc nước, kiếm củi, nhóm lửa. Một số khác lom khom trong kho không hiểu làm gì, chỉ nghe tiếng chúng gõ ở phía trong. Lực lượng chúng đang tháo dỡ cái gì đó mang ra chỗ con voi và đặt ở đó. Chúng dùng thịt hộp, xèo xèo, khói bốc lên. Chúng ăn cơm, chia thành ba nhóm, chính xác đếm được 17 thằng, có hai thằng khi chết nhìn mặt khoảng 13-14 tuổi. Chúng đựng cơm trong một khay và ăn bốc truyền thống, có thằng đứng, có thằng ngồi, có thằng vừa ăn vừa đi nhìn trời tất cả đều không mang súng bên cạnh. Anh Hoàng hai lần nhìn sang tôi và chờ đợi. Men theo tảng đá, tôi lấy vị trí anh Hoàng làm hiệu tấn công, truyền khẩu lệnh tấn công theo phương án. Khi tôi và anh Hoàng bắn hai trái B-40 đầu tiên, đội hình chỉ có hai khẩu B-40, mỗi khẩu có bốn trái đạn, đội hình bên trái, anh Hoàng, sẽ bắn yểm trợ. Đội hình bên phải nhanh chóng chớp thời cơ xông lên, vừa cơ động vừa bắn vào đội hình địch với một thời gian nhanh, không cho chúng kịp trở tay. Đây là lối đánh truyền thống của trinh sát, nhìn liếc qua thấy tôi đặt khẩu B40 lên vai, và thuận lợi về hướng bắn nên anh Hoàng bắn trước tôi vài giây, tôi nhắm mục tiêu và bóp cò. Hai quả nổ ngay giữa đội hình địch, tôi đưa lại khẩu B40 cho một anh chiến sĩ, chụp nhanh khẩu AK và phát lệnh xung phong. Dưới sự chi viện tối đa phía trái của anh Hoàng, bảy anh em lợi dụng địa hình và nhanh chóng áp sát địch. Phía trái anh Hoàng đã tiếp một trái B40 nữa, khi thấy cánh phải chỉ còn cách địch 10 mét, địch không kịp phản ứng, không có loạt đạn nào bắn trả toàn bộ đội hình ta xông lên chiếm trận địa, nhanh chóng dọn sạch chiến trường. Ta thu được 10 súng và diệt 14 tên, không biết ba thằng nữa nó chạy hướng nào mà nhanh thế. Đang loay hoay thu súng và kiểm tra xác địch. Một ánh chớp lóe lên, kèm theo một tiếng nổ. Tưởng là địch đánh tập hậu anh em chỉ kịp nằm xuống. Ánh chớp và tiếng nổ thứ hai, lúc này anh em mới phát hiện là từ trong kho. Biết là kho đạn bị kích nổ, kho bắt đầu bốc cháy. Anh em nhanh chóng chạy thoát ra ngoài rừng, vẫn bị thương nhẹ hai người. Có lẽ do tiếng nổ lớn và liên tục nên tiểu đoàn một điện hỏi. Nhưng vì thời tiết xấu, máy liên lạc không tốt, phải mất cả giờ tiểu đoàn một mới nhận được thông tin đầy đủ về tình hình. Lúc này chúng tôi còn cách đội hình của đại đội 2 chừng 4 km và phải gần 2 giờ sau hai cánh quân mới gặp nhau. Nghe súng nổ, anh em đại đội 2 tưởng chúng tôi bị chặn đánh, vận động khẩn trương bất chấp địa hình. Khi gặp nhau, nhìn lại quần áo anh em bị rách tả tơi do vướng mắc vào các vật cản. Mặt mày anh nào cũng đầy bùn đất, do mưa trượt chân ngã khi leo đổi. Đội hình được lệnh quay về An Long Ven. Khoảng 7 giờ tối chúng tôi mới tiếp cận đường chính vào nông trường. Anh em trinh sát tiểu đoàn một phải dùng ánh đèn pin để làm hiệu và chúng tôi đáp lại bằng tiếng kêu như con tắc kè. Ghi chú thêm, sau nhiều tháng không tác chiến, Trận đánh của tiểu đoàn một trung đoàn 95 được báo cáo thành tích tại đại hội thi đua quyết thắng sư đoàn 307 lần thứ nhất cuối năm 1979. Trận đánh tiêu diệt địch của trinh sát sư đoàn cũng được báo cáo tại đại hội được coi là trận đánh mang tính điển hình cho các đơn vị trinh sát trong toàn sư đoàn. Sau năm 1979, địch dùng chiến tranh du kích quấy phá ta, nên nhiều khi trinh sát cũng phải tác chiến độc lập ở cấp trung đội, nhất là khi đánh vào các toán nhỏ lẻ của chúng dọc theo biên giới Thái Lan. Chương 68. Hành trình truy quét. Nghỉ ngơi được vài ngày, trang bị thêm cơ số đạn, lương khô cho bộ phận trinh sát không còn 701 và 702 mà là 781 của Việt Nam, giống như bột gạo lứt bích chi ép cứng gạo và thực phẩm cho anh em bộ binh. Chúng tôi lại lên đường. Bộ phận trinh sát sư vẫn đi độc lập, tiểu đoàn một sử dụng đại đội 1 và đại đội 2 tiến hành truy quét cách biên giới 5 đến 10 km theo hướng về chùa Previhia. Khối tiểu đoàn bộ và đại đội 2 ở lại An Long Ven. Khi về đến sư bộ, chúng tôi mới biết là trung đoàn 29 đưa lực lượng lên thay cho tiểu đoàn một trung đoàn 95, có nhiệm vụ tiếp tục truy quét và chốt giữ khu vực này. Tiểu đoàn một trung đoàn 95 quay về Cam Tuất, chuyển đội hình về lại chùa Previhia, để bố trí lại đội hình phòng thủ, vì tình hình không ổn khi anh em trung đoàn 20 công an vũ trang chốt giữ khu vực này. Từ An Long Vang chúng tôi cắt thẳng về hướng Bắc Đông Bắc dọc theo biên giới, khu vực cửa khẩu 547 sau này. Qua một ngày hành quân chúng tôi thấy khu vực này địch đi thường xuyên, có những nơi thành đường mòn nhẵn, bể ngang có nơi cả mét chứng tỏ lực lượng chúng khá đông. Sở chỉ huy trung đoàn 95 lệnh cho chúng tôi triển khai bám theo các con đường mòn về hướng biên giới. Phục kích cả ngày chúng tôi không phát hiện gì, có lẽ bị ta chặn đánh hai trận, thương vong nhiều và mất kho vũ khí nên có thể chúng chững lại, không vào sâu trong nội địa nữa. Ngày thứ ba, khi gần tiếp cận với khu vực 547, trinh sát phát hiện địch tại một phung nhỏ. Phung này không có trên bản đồ, nhà lập bằng tranh, không có vườn cây ăn trái. Xung quanh có những nương nhỏ trồng mía, chuối, đậu xanh. Do lực lượng mỏng và địa hình phung trải rộng không theo chiều nào nên rất khó quan sát. Chia nhỏ lực lượng thì không ổn, lỡ có gì bất chắc không xử lý được. Điện hỏi sở chỉ huy trung đoàn 95 thì được biết đội hình truy quét của đại đội 1 và đại đội 2 cách chúng tôi trên 20 km, hơn cả ngày đường. Yêu cầu của trên là trinh sát phải nắm chắc lực lượng, cách bố trí và chúng đang làm gì. Không còn cách nào khác, chúng tôi tổ chức bám địch theo từng khu vực. Chúng có khoảng 40-50 tên, chia thành 4 nhóm nhỏ trong toàn bộ khu vực. Nhiệm vụ của chúng là tất cả đang đào hầm, từng nhóm có lính cảnh giới phía ngoài chừng vài chục mét. Sở chỉ huy trung đoàn 95 quyết định điều đại đội một về khu vực tác chiến, có tiểu đoàn phó tiểu đoàn một theo mũi này. Một chuyện giờ khóc dở cười xảy ra. Sau khi ăn bữa trưa xong, có hai chiến sĩ bỗng lên cơn sốt. Mặt mày đỏ bừng, người lạnh run như cầy sấy, hai môi đánh lập cập từng cơn. Đây là chuyện bình thường, nhưng nói thật lúc ấy tôi cũng bối rối không biết xử lý ra sao. Trước giờ đi trong đội hình lớn có quân y sĩ và y tá họ lo, đâu có ngờ tới cảnh này. Để lại bốn anh chăm sóc, chúng tôi vẫn phải tiếp tục bám địch. Trước khi đi tôi cho anh em uống thuốc phòng ba, bọc nhựa 8 viên màu nâu của Trung Quốc và trích cho mỗi người một mũi quinin dihydrosulfet 50% theo chỉ dẫn của quân y. Xế chiều, lợi dụng trời đổ mưa to, tên lính gác chạy sâu vào trong trú mưa, ta bám sâu vào khu vực địch. Một nhóm địch đang nổi lửa, nhưng không biết chúng làm gì, quan sát kỹ không thấy hiện tượng gì khả nghi, ta rút ra ngoài hơn 200 mét nghỉ đêm. Một đêm anh em mất ngủ, căng hai tấm tăng che mưa, móc võng cho hai chiến sĩ bị sốt, còn hầu hết anh em ngủ ngồi, thay phiên nhau canh giữ bệnh. Ban đêm tình hình cũng không thuyên giảm, hơi nóng từ trong người tỏa ra, ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được, anh em vẫn sốt ly bì và mê man. Sợ nhất là anh em lên cơn mê sảng, là lối bị địch phát hiện hoặc rớt xuống võng, lính gọi là giật kinh phong. May sao gần sáng, có vẻ thuốc đã có tác dụng anh em tỉnh dậy và đòi nước. Lợi dụng buổi sáng trời nhiều sương mù, tranh thủ đun sôi nước pha sữa. Mỗi người cũng cố gắng uống được hai ca, mọi việc gần như ổn khi trời sáng hẳn. Ta tiếp cận khu vực sớm, không phát hiện tên địch nào trong khu vực, vẫn giữ khoảng cách 50-70 mét và quan sát, không vào sâu thêm. Khoảng 8 giờ, chúng xuất hiện khoảng vài chục tên, vác trên vài cuốc và sẻng, không thấy chúng mang súng. Cũng có một tên địch mang khẩu AK ra phía ngoài vài chục mét, leo lên một cành cây bằng lăng ngồi cảnh giới. Chúng tiếp tục đào, từ rời hố chúng vãi đất lên bờ thấy rõ. Biết được vị trí chúng cảnh giới, ta để lại năm anh em tiếp tục quan sát còn lại chuyển qua hướng khác để tiếp cận địch. Phía trong phung cách vị trí chúng đảo hầm vài chục mét có một toán địch đang gõ gì đó nghe leng beng. Lát sau thấy chúng khiêng ra những thùng gỗ, ống đạn DKZ, bò ở phía ngoài. Buổi chiều, khoảng 3, 4 giờ chúng mang vác các thùng gỗ ra hố chúng đảo và đưa xuống hố. Nhưng do trời mưa to chúng dùng tấm ni lông xanh phủ lại và rút vào trong. Bước đầu ta phán đoán địch đảo hầm để chôn vũ khí và báo cáo về nhà. Lúc này đại đội một cách chúng tôi chừng 5 km và cả hai lực lượng cùng lấy dòng suối để bắt liên lạc. Anh em đại đội một cũng cố gắng tăng tốc hành quân và trinh sát cũng nhanh chóng đi dọc theo bờ suối để gặp nhau. Khi trời gần tối hai bộ phận mới gặp nhau, cách vị trí chúng gần 2 km. Không kịp để triển khai lực lượng, đành phải dừng quân lại nghỉ, riêng bộ phận trinh sát vẫn bám địch không rời vị trí. Thượng úy thiền tiểu đoàn phó tiểu đoàn một cùng anh em trinh sát 95 men theo bờ suối tiếp cận với khu vực. Đêm đó anh Thìn lên phương án tác chiến căn cứ vào báo cáo của trinh sát. Tờ mở sáng bộ phận đại đội một đã nằm phía sau đội hình trinh sát, chờ phân công vị trí. Để cơ động nhanh, ta không biên chế hỏa lực mạnh đi cùng. Toàn đội hình có 3 khẩu B-41, đại đội một có 4 khẩu B-40 cùng với hai khẩu của trinh sát, hai khẩu giờ PD và còn lại là AK. Lực lượng ta khoảng gần 100 anh em. Phương án tác chiến như sau. Đại đội một đánh chính diện bao gồm 3 mũi, mỗi B là một mũi, mỗi mũi có hai trinh sát sư dẫn lót đội hình. Bộ phận trinh sát sư còn lại, hơn 10 người, nhanh chóng vòng phía sau, chốt chặn đường rút của chúng về phía bên kia biên giới Thái Lan. Nhận lệnh xong, anh Giang đại đội phó đại đội một cùng các anh em trinh sát sư rút ra ngoài, vòng phía sau lưng chúng. Phía sau là một bãi trắng toàn là cỏ tranh và một khu ngập nước, có một con đường mòn lớn chạy về hướng biên giới cách đó chừng 2 km. Do địa hình khó bố trí nên anh Giang chỉ bố trí dọc theo con đường, có một quả mìn Claymore, vì bên kia là bãi tranh, chống trải dễ bị phát hiện. Anh em vào vị trí và chờ lệnh nổ súng. Các bạn thân mến, phần 4 của cuốn hồi ký xin phép được dừng lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.